Em lâu quá mới gặp. Em nhớ anh không? Anh là ai? Anh ha, anh là Vũ nè. Vũ hả? Vũ nào? Trời ơi, mới đây quên hả? Anh năm bữa mình học hồi xưa đó. Hồi xưa hả? Trường Trần Khai Nguyên nhớ không? Hồi xưa anh học á, anh mua ỏi nè, mua cóc nè, mua xoài nè, mua tùm lum đồ chua đó, đem vô em bu lại em xin anh ăn á, nhớ không? Nhớ mà không dám nhớ. Ủa là sao? Ủa anh không biết em là ai hả? Biết. Em là Hạnh. Hạnh học lớp 12 A5, đúng không? Đúng. Nhưng mà không phải. Anh có đọc báo không? Em nói chơi. Anh làm từ sáng sớm đến chiều tối, mệt lắm cho nên về ngủ rồi. Vậy anh có xem TV không? Có đúng không? Biết em rồi. Anh ở trọ cho nên không có TV. Vậy là anh nghèo tới cái mức mà không có tiền mua TV, nghèo tới cái mức mà không có tiền mua báo luôn đó hả? Nhưng mà anh biết rằng là em chắc chắn là Hạnh nè. Hồi xưa đó, lúc mà em học á, hay giờ ra chơi đó, em hay mặc cái áo dài chạy cái đó. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Bác Tám. Con nè. Nè. Cậu kia. Tôi không phải là bác Tám mà tôi là Mary. Đừng có thấy xa bác Hoàng làm họ nghe cậu xê ra đi. Trời ơi, nghĩ sao vậy còn con nữa? Mary. Con nghĩ con bây giờ con là gì? Con ra phải là người bình thường hả? Con là người nổi tiếng rồi. Phải lựa bạn mà chơi chứ đâu phải mà ai cũng nói chuyện được con, không có gì vậy đâu. Còn cậu? Trời đất ơi, làm bảo vệ tôi mà thấy người con gái người ta đẹp cái sáp sáp tới à. Quên cái vụ đó đi nghe chưa? Thứ gì đâu không, giờ mặt là không ưa rồi nè. Ê, xế ra. Anh muốn ăn thịt con má. Ghê quá à. Trời ơi, má mà nó còn muốn ăn thịt chứ không gì con. Nè, tôi nói cho cậu nghe nghe, cậu cách xa con gái tôi 16m50 nghe. Biết ai không? Siêu mẫu cấp thành phố. Siêu mẫu? Đâu có coi báo, đâu có TV. Đừng có làm nên là được cậu không chúc mừng ai hết trơn. Trời ơi, không quen biết thì chúc mừng à. Làm ơn, xe ra, đứng đằng kia. Xe ra. Nghe má dặn nha. Dạ. Không đứng gần nó nghe chưa? Dạ. Má vô siêu thị mới mua mấy cái áo đầm thiệt đẹp cho hai má con mình đi event. Dạ. Nhớ nha, chứng chờ má nha. Dạ. Cạch cái mặt nó ra nha. Cạch cái mặt nó ra nha.
thù chi bao. Hot boy, anh sẽ luôn bên em dù phải qua bao vui buồn. Chàng vệ sĩ riêng của em, anh chàng thật dễ thương. Này người hỡi, hãy đến thật gần anh, hãy chấp nhận vòng tay. Hãy lắng nghe này em còn đắn đo gì. Này người hỡi, nếu ta thật gần nhau, nếu đã phải lòng nhau, ta hãy trao chàng con tim vàng thật màu. Buồn xe có anh bên cạnh ngồi ha, anh sẽ đệm đàn vui, anh sẽ ca bài ca hạnh phúc đôi mình. Rồi nhà ta có thu rẻ thật mới, luôn bên cạnh nàng dâu, dưới mái tranh thật xinh ta lớn. Này người ơi, cùng khát khao biết bao nụ hôn, ta cùng trao trọn con tim vàng người ơi. Buồn xe có anh bên cạnh ngồi ha, anh sẽ đệm đàn vui, anh sẽ ca bài ca hạnh phúc đôi mình. Rồi nhà ta có thứ sẽ thật mới, luôn bên cạnh nàng dâu, dưới mái tranh thật xinh ta lỡ. Con ơi, con ơi. Dạ. Trời ơi, là có người ân nhân cứu mình phải không con? Dạ, đỡ mình. Mình á. Ừ, cảm ơn nghe cậu, cảm ơn cậu nghe. Dạ. Cậu đi em đỡ cho mẹ con. Bác Tâm. Vậy? Thằng này hả? Dạ. Ê. Nè, vua con gái tôi rồi bày đặt dựng hiện trường giả để mà lung lay tấm lòng của nó phải không? Ờ, dạ, dạ dạ không. Tôi nói cho cậu nghe cái chiêu này nó xưa quá rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Xưa rồi. Bác nè, Tám. Con dạ. Không phải là bác Tám. Mary. Maggie. Nè con. Dạ. Má nói cho con nghe nghe, thời buổi bây giờ không có tin ai được hết trơn á. Nó muốn cua con, nó lai động cái trái tim con cho nên là dựng hiện trường giả nó làm như vậy đó. Chứ mấy đứa ăn cướp là phe của nó không, nó hiểu chưa? Cho con sáng mắt nghe. Má ơi, không phải như vậy đâu, ảnh cứu mình thiệt á. Không nói nhiều, đi theo má đi về. Má ơi, má. Con không nghe lời má nữa đâu. Trời ơi, con sẽ đi theo chính con tim của con. Con á sẽ chọn một người đẹp trai nè. Hát hay nè. Ừ. Cao to nè. À không, không độ thôi. Anh đó, anh đó, anh đó. Chủ yếu là bảo vệ được cho con nữa đó. Trời đất ơi. Đồ. Đồ thứ mê trai. Trời ơi. Trời ơi. Bác người ơi, con ơi, con ơi. Dạ con. Bác, hôm nay bác đẹp lắm. Đẹp thật là lâu lắm rồi con mới gặp bác. Con thích em nói thiệt mà. Cậu làm gì? Security chứ gì? Trời đất, lương tháng nhiều mà đòi cưới gái tôi lấy 3 triệu tháng, trời ơi, không đủ để mua được đôi giày nữa cậu. Mơ, đừng có mơ đi nha. Yeah. Suốt đời làm security thôi. Cái gì vậy? Mình đi chậm dữ vậy con? Con trai gì đâu mà yếu xèo rồi, thấy coi. Nói thiệt, ba nha, ba có rước con không? Trời ơi, mày nói chuyện kỳ mày. Không rước mày đứng trước cổng trường tao đợi mày ra làm gì? Ba khốn quá, ba chạy xe đạp, ba bắt con chạy bộ. Đó lại, nè, ở đây, nhìn lại coi, cái xe có cái yên nào không? Sao mà chở mày? Thì ba đừng rước con. Không rước mày gì? Tao đi chăn mày với tao rước mày hồi nào? Chứ sao? Dạo này tao nghe nói bắt cóc dữ lắm thì tao nghe lời má mày, tao tới trường tao chăn mày về thôi. Làm gì mà chạy tung tăng nãy giờ? Đang chuyện gì vui hả? Ba, hôm nay có chuyện vui ba. Nói thiệt ba nghe. Đây đây coi. Hôm nay á. Vui mình kể ba nghe, tao về tao nghe. Hôm nay á. Vậy? Con làm được việc tốt á. Việc tốt? Ơi, vậy mà có gì đâu vui. Thì bốc quá là mày giúp đỡ bạn bè trong lớp phải không? Không phải. Vậy là à, giúp đỡ thầy cô trong trường phải không? Không phải luôn. Vậy thì mà dắt tay đưa người già qua đường đúng không? Sai luôn. Vậy thì nói đại đi mày, tao mệt rồi nha mày. Con mới gửi cho công an xã 100 triệu á.
Nói nghe nè, nhỏ mà nói xạo là không có tốt nha con. Nói thiệt mà ba, trăm triệu đâu có, gửi cho công an xã tào lao. Trên đường đi học về á, con thấy bịch ni lông màu đen. Cái con chạy lại con mở, con thấy quá trời tiền luôn á. Cái con biết á là người ta đánh rơi, con mới đem lên cho công an. Con kêu mấy chú phải thông báo trả lại cho người bị mất đó ba. Ba thấy con làm được việc tốt không? Con đi học về thấy bịch xốp màu đen con mở ra, con thấy tiền trong đó quá trời luôn. Dạ. Không đem lên công an xã, con nhờ mấy chú công an xã gửi cho người đánh rơi. Ừ. Mà khoan cho ba hỏi một câu quan trọng nè. Cái lúc mà con cầm được cái bọc tiền đó đó, xung quanh nó có ai không? Con thấy ai á? Không có ai hết. Dạ. Mà con vẫn cầm tiền con đem lên công an xã. Dạ. Ôi trời. Ba bị gì ba? Mày thiệt. Trời ơi, không lẽ giờ tao bóc mày tao cho mày ăn chứ không cho mày ăn cơm. Trời. Mày ngu quá. Mày nghĩ sao vậy? 100 triệu. Mày cầm 100 ngàn mày cầm mày đem lên công an xã được. 100 triệu mà phải đem về mày nộp cho ba. Nhặt được của ghê á, không trả lại cho người khác á là không có tốt đâu. Trời ơi, mày nhặt được của rơi mày không đem về đưa ba, mày mới là người không tốt, mày hiểu không? 100 triệu. Ba mà xài tiền của người khác á là ba cũng không có tốt đâu. Trời, bây giờ mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Tao đẻ mày ra cho mày ăn học thì mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Mày muốn dạy không? Bây giờ tao dạy mày nè, từ nay về sau mày nhặt được của rơi là mày phải biết cái chuyện của ba đó biết chưa? Sao mày đánh con? Muốn đánh mày cho mày chừa cái tật. Mày trả treo với ba. Ba dạy mày mà mày trả treo với ba cái gì? Mày cãi đúng mà. Trời ơi, cãi đúng hả? Mày cãi đúng hả mày? Hả mày? Sao kỳ vậy? Sao kỳ? Quýnh cho mày chừa cái tật. Để mày để cho mày sáng ra chứ bây giờ mày còn ngu hóa. Mày dở quá mà. Đứng lại coi. Mày đâu vậy? Hôm qua vậy bé ba Thăng. Ê! Trời đất ơi, cha con mà nó qua cầu nó rút dáng. Mày qua nhà ông ba Thăng đi. Mày coi mày chạy thoát tao không cái mày thằng quỷ. Không có chạy ra ba Thăng. Đứng lại. Trời, tôi đứng lại giờ tôi đâu có chạy đâu. Bà không chạy đâu, không chạy. Dạ, quá. Dạ. Đứng lại nha. Ông đứng lên coi. Ai vậy? Tôi nè. Tư Xỉn nè. Gì ông nội? Trời ơi, mặt ông làm gì thấy ghê vậy? Chạy tôi. Ây da, nhức quá. Đứng lại. Bây giờ tôi hỏi ông câu nào, ông trả lời câu đó. Cái gì ghê vậy? Mặt tôi là nghiêm trọng rồi nha. Biết rồi. Một câu một, trả lời liền. Nói đi. Con tôi đâu? Gì? Con tôi đâu? Bởi vậy ở xóm này nói ông vô duyên là đúng rồi. Con ông sao ông đi hỏi tôi? Tôi đâu có giữ con ông đâu. Lại nhắc. Đứng đây. Gì vậy? Nè. Cái gì? Nè. Nóng nha. Nóng nha. Ờ. Tôi hỏi ông nha. À. Ông trả lời xong ông bỏ đi một cái nha. À. Máu chảy thành sông chỗ này luôn. Trời gì ghê hả? Cho ông cơ hội cuối cùng. À. Con tôi đâu? Hỏi con khác đi, bỏ con này đi. Tào lao, tào lao, tào lao. Chắc ông này trả lời không được. Con tôi đâu? Con ông giữ sao hỏi tôi, nó trả lời. Nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông. Bây giờ ông giấu nó đâu? Trời ơi, sáng giờ tôi đi ngoài đường, tôi không có về nhà đâu, tôi biết nó. Nhưng tại sao nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông? Thì con ông chạy qua nhà tôi đâu có gặp thế đâu. Trời ơi, ở dạo vòng vòng với tôi đúng không? Ông mà giấu nó nghe, tôi thưa ông vì cái tội bắt cóc con nít. Nè, đừng có nói bậy nghe. Ăn bậy thì được, còn nói bậy không có được nghe. Nghe. Trời ơi, ông bắt cóc con tôi mà ông còn chỉ tôi hả? Không quá, tôi chỉ nghe, tôi làm vậy mà. Nghe đồ ha, giờ tôi không nói nhiều nữa bây giờ. Ông không đưa con của ông, đừng có trách tôi nghe chưa. Ở đây nhọc, nghe. Không không. Làm cái gì sợ cái gì cha nội này? Trời ơi, anh ba. Ba ơi, ba có sao không ba? Má
mẹ, con phải bà má mẹ. Không anh ba ơi, anh tại sao anh cũng đâu có đẹp đâu mà bị sàm sỡ thế ra nông nổi này vậy. Anh ba ơi, trời ơi. Ba. Anh khóc cái gì? Em bắt cỏ rồi. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Mình lớn hết rồi mà. Trời, có gì mình từ từ mình nói chứ. Tại sao lại sàm sỡ? Mình đi. Tại sao lại đánh người ta ra nông nổi này? Thôi, nói cái gì phải cho người ta chen vô người ta nói với. Đã mình nói chậm mà còn đãi nữa thì làm sao người ta chen được. Anh ơi, thật ra là em cũng không muốn đâu. Anh biết không, tại em á là cái bẩm sinh của em như vậy rồi. Chứ em là em cũng muốn đi. Má ơi, trời ơi, mỏi cổ tôi quá. Nói mà lắc qua lắc lại hoài, lắc theo không chết luôn à. Anh ba ơi, nó giết mà còn vậy nữa. Mau chạy thành sông rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Mà bớt giùm tôi thấy. Má ở đâu? Mau nè. Vậy xong hả? Xong rồi. Gì? Mau. Tại sao hai người lại đánh nhau? Tôi không muốn thấy cảnh này. Cái gì vậy? Tôi đánh ông hồi nào? Mới thấy rõ ràng hai người đánh nhau. Cái chị ông có máu là do ông ăn ở sao đó, cái mặt ông có máu. Trời ơi, đêm hôm tôi nói là gió lớn quá, tôi đánh đóng cái cửa sổ là cái cửa sổ đập vô mặt tôi. Nó bầm vậy chứ máu gì. Ủa vậy là bị cửa sổ đập vào mặt hả? Tự nhiên chạy mất con ở đâu chứ lại cái đổ thừa tôi à. Ê, bây giờ vô nhà tôi đi. Vô nhà tôi kiếm. Nếu không có thương ngược ông á. Thương ngược tôi cái gì? Ổng bắt cóc con nít. Anh ơi, khoan hai anh ơi. Em á là em bị cái tật là em nói rất là chậm. Mà hai anh nói nhanh quá. Cho nên là em không có chen vô kịp. Bây giờ hai anh ngưng chút xíu cho em chen vô cái. Hả? Bắt cóc con nít. Trời ơi. Bố người ta. Bắt cóc con nít. Bố người ta. Bắt cóc con nít. Bố người ta. Cái chuyện bắt cóc con nít tôi nói là cái tua trước rồi, sao móc lại vậy? Ổng bắt cóc con tôi rồi qua bà nói với ổng trả con lại cho tôi đi. À dạ em hiểu rồi. Hả? Mau. Ê, cái chuyện mau lâu lắm rồi bà ơi. Chết rồi, em nói lại từ đầu ha. Bà đi qua đây đứng, đi qua đây đứng luôn. Bây giờ sao? Con tôi đâu? Bây giờ con đi kiếm đi. Ông mà để mất con ông ráng chịu ra, nó không có lợi nhà tôi nói trước nha. Bây giờ con tôi bây giờ nó không qua nhà ông, giờ nó đi đâu bây giờ trời? Biết đâu có lợi như là mấy cái nhà hàng xóm rồi bà bãi rồi đó, lợi nhà tôi kiếm đi. À, ông làm muốn ông đạp xe ông chở tôi đi kiếm giùm coi. Tại sao ông đi? Đi đâu hết nổi rồi, dán cái xe quên cái cầu đi hết rồi. Trời ơi, mệt ông quá luôn á. Lên tôi chở cho tôi đi đâu kiếm nhỏ. Trời ơi, con nít rồi chưa? Rồi đi. Con ơi là con. Ê! Trời ơi, lấy xe tôi đi luôn mà kìa chạy. Đúng rồi, con nít thì không thể nào mà nó đi lâu như vậy được. Trời. Ủa sao chị người ta. Ủa anh ơi, sao đi hết trơn hết trời vậy? Thôi đừng có khóc nữa. Mày khóc cái tao sốt cả ruột tao luôn à. Bây giờ thôi con ấy đi rồi có gì đi rồi dì bãi nói với ba con cho nha. Đi về bển đi rồi có gì dì bãi nói cho. Con không dám về đâu. Con mà về là ba con giết con chết á. Trời đất ơi, bây giờ không về rồi mày ở đâu giờ? Ra bụi chuối ngồi được không? Con kiếm cắn chơi đi. Không chịu hả? Không chịu thì thôi giờ nói chứ ở giờ về nha. Nếu mà ba con qua đó thì con cứ việc con vô trong kia con núp vào trong đó đi. Để rồi dì bãi ra thương lượng. Thấy không? Khi thương lượng mà được rồi đó dì bãi kêu con ra. Con chịu không? Đừng có khóc nữa nghe không? Khóc mày khóc riết nhưng mà trù quẹo tao làm ăn không có được. Nhưng ba con tới kìa. Đâu? Ba con tới nhà bé đừng có con này nha. Chết cha. Vô lẹ lên. Ăn càng ngày càng mập quá. Ây, nặng quá trời quá đất luôn. Tôi nói ông á, ông là con người ác dơ thất đức lắm. Con ông đó không? Mà ông đánh á, nó như vậy đó, nó mới bỏ nhà nó đi, đúng không? Ông càng ngày nó càng lố lăng đó, nó quá vậy. Ủa đâu rồi?
Ủa đi đâu mà lấy làm gì vậy? Ủa xuống nào không cho hai vậy? Xuống nào không cho hai hả? Từ lúc đầu là xuống rồi đó. Sao ông ngồi đây rõ ràng ông ốm tôi mà ông chạy mà cái yên đâu? Xe ông hỏi tôi cái yên ông đâu, tôi là ông xuống đâu lấy cái yên luôn, lấy mà nổ tôi đó. Cái yên dính đâu mà lấy tàu lao? Cái yên đâu? Xe không có yên. Ủa sao ông ngồi? Tôi quên tôi ngồi lên rồi tôi mới sực nhớ là xe không có yên, vừa mới nhóm lên cái bỏ chạy luôn. Ủa sao nãy giờ tôi chạy mình tôi hả? Vậy tôi nói chuyện 46 mình thua luôn hả? Trời ơi. Sao chở thấy nặng quá hả? Nặng hả? Đây giờ tôi ngồi tôi đè xuống. Rồi, leo lên tôi chở rồi đi, đừng nói gì nữa. Tới rồi leo lên gì nữa. Quên nữa. Trời ơi, giết người mà không ở tù tôi giết ông rồi đó. Ông có hâm dọa tôi hoài à, thấy tôi yếu ớt hâm dọa hoài này trả xe đó nghe. Tàu lao. Có bằng chứng trả xe nghe. Biết ai quá. Rồi vô hỏi thăm người ta đi, trời ơi. Vô hỏi đi. Bảy ơi. Bảy ơi. Có nhà không? Gì vậy? Bà làm gì mà ứa ừa trong đó hoài vậy? Ai ạ? Dạ em. Ủa mày nào? Ba. Trời đất ơi. Ba nè bảy. Thằng ba hả? Dạ. Mày ngồi sao nay mặt mày đẹp dữ vậy? Dạ. Mới sửa sắc đẹp hả? Không có. Thì hôm gió lớn qua vô ý bị cánh cửa đập vô. Tao nghi ngờ quá. Nghi gì? Chắc đi qua nhà người ta có vợ chồng ta đó nè, vô nó mới quánh cho bể mặt nè. Bậy không có đâu. Đứng nói chuyện đi, đứng lên nói chuyện, chị quỳ gì vậy? Đó đó. Mày không có cao hơn tao bao nhiêu đâu mà mày nói. Hả mày? Hả mày? Hai người giao lưu xong chưa? Không rồi. Rồi qua đây đứng. Cái chuyện quan trọng không hỏi vô tàu lao không? Rồi. Chị mày. Hả? Tôi hỏi gì một câu nè. Con tôi đâu? Gì? Mày mới vô chứ. Quýnh vô mặt nó tao, quýnh rượu, quýnh giùm tao. Dạ quýnh không? Dạ quýnh không? Ngu nè. Ngu hỏi ngu nè. Làm gì chửi tôi? Trời ông hỏi người ta thì ông hỏi có con nhỏ qua đây chơi không, tự nhiên hỏi con số đâu ai trả lời cho ông. Quên tôi tưởng đâu ông không, tôi tính ăn hiếp. Hiếp tôi luôn. Chị bảy. Gì? Tôi hỏi chuyện cầu con tôi đâu? Tao không biết. Ngu mày, ngu mày, ngu dài ngu mày, là tào lao thảo thảo. Nó hỏi rồi, bà không trả lời, bà nói không biết. Mày thấy nó hỏi, em nó hỏi, thì tao không biết, tao nói tao biết cho sao? Biết mà. Biết đâu? Giờ các bạn có biết rồi. Hả? Mày sợ không à? Tôi hỏi thiệt mà, con tôi đâu chị bảy? Tôi hỏi là hết sức lịch sự mà. Tao biết mày, mày vừa bước tới cửa là tao biết mày muốn cái gì rồi. Trời ơi, sao mà hay dữ vậy? Hay, mười lớn mà. Cái đó là mày nói trúng rồi đó. Để tao nói mày nghe. Nhưng mà tao thấy cái thái độ của mày là tao không thích. Không được. Mình không có làm như vậy. Thái độ gì đâu được. Mày làm gì mà mày qua mày làm như mày muốn ăn thịt con mày vậy đó. Là sao? Làm sao đâu mày trả lời cho tao nghe được là tao kêu nó ra. Bây giờ mày trả lời đi. Chắc hồi nữa tao đưa mày lôi vô bệnh viện quá. Xe đạp bắt đi bộ 4 cây số tao quê mày nãy giờ cơ mày. Nó tên ba Sạo mà. Sao Sạo á? Sao Sạo mày. Quay kia đi. Đó. Mày phải nói chuyện với tao cho đàng hoàng. Rồi bây giờ vậy nè, bây giờ kêu con tôi ra đi rồi tôi nói chuyện đàng hoàng với con tôi. Mày hứa là không ăn thịt nó. Mày ăn thịt nó sao được? Tôi hứa tôi không quýnh nó. Mày không quýnh phải không? Rồi. Chắc phải không? Chắc. Viết cho tao tờ giấy rồi chắc ăn. Bà má tôi hả? Tự nhiên bắt tôi ký viết giấy làm lum lại vậy? Viết giấy là mày cam kết là mày không đánh nó. Mày có đánh nó tao mới đem tờ giấy nó ra tao làm việc với mày. Đó. Chứ còn bây giờ mày nói cái miệng không ngay cái mày trở rồi tao làm sao tao đỡ được? Làm sao đỡ được? Ủa con tôi mà. Ủa bà đâu phải công an đâu. Mày xạo một lát mày tin cái mỏ mày dài ra nữa không? Mày tin không? Tin á, tin được rồi. Đẩy cái mỏ vô mày. Đứng im miệng nha. Tàu lao không mà. Ủa sao nó ra đi rồi. Được rồi, từ từ phải không? Rồi. Con ơi. Dạ. Ra đây. Có sao, có gì bãi không có sao hết á. Đứng đây đi. Đứng rồi. Bảy. Đừng. Hai thằng nào vậy? Tôi tính quýnh con ra mũi mày nhào vô làm chi? Đánh ra cái gì? Nãy hứa đi mà bãi rồi. Tao kêu nó ra đây. Thấy nó có chịu ra không? Con cái đó kìa.
nó sợ. Tao không cho nó ra, được không? Ôi trời ơi, tự nhiên giờ con tôi rồi bà làm má nó luôn hả? Gì vậy? Cái gì? Bây giờ tôi kêu nè mày... Trời ơi, mày nói tao làm má nó, tao chết liền rồi mày ơi. Gì vậy? Tội nghiệp tao, tao già cả rồi, để cho tao tu hành tới nơi tới chốn đi con. Đâu, bà làm má nó không có phiên bà chết, tao hai anh em tôi chết trước nè. Ờ, tao hỏi mày cho mày nói, mày vừa nói tức thì đó nè. Mày vừa hứa với tao tức thì cái mày vô mày làm hùng làm hổ rồi muốn ăn thịt đó vậy đó. Ờ. Mày ăn được không nè mày, đây ra cho nó ăn đi. Ra. Ra đi. Ra cho nó ăn. Ra ăn. Mày có tin là cái này vô mặt mày là cái mặt mày còn tệ hơn này nữa nè. Nữa tụi tụi hoài vậy. Tin không? Nước liền. Tôi tức quá mà. Ê, nước nhà người ta sao mà uống hoài mày? Uống ai mời mày? Nãy tôi không biết là tôi có mà. Để vô. Mặt mày không muốn cho uống nước, không muốn cho uống nữa. Uống có được đâu. Cái môi nó chè quá, nó đổ dính cái môi rớt dưới đó hết trơn à. Ướt nhẹp cái quần đó kìa. Cái miệng nó bị lủng vậy trời. Bây giờ tao nói mày nghe nè. Mày đó làm cái chuyện tặc mà mày không có nhận cái tặc của mày. Tặc cái chỗ nào? Chỗ nào tự mày luôn, tặc mày biết đi, tao biết hết trơn hết trời rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, thì ra ha. Thì ra mà giặt áo cho người xem lưng ha. Ha. Sao giặt áo cho người xem lưng là sao đâu mà cắt nghĩa. Cái chuyện nó qua đây nó kể cho bà nghe hết đúng không? Đúng rồi. Thấy không? Mày vậy sao, sao như vậy nó làm sai hay đúng? Nó làm vậy là nó làm sai. Làm tại sao sai? Sai chỗ nào mày nói tao nghe. Tao đập vô trong mặt mày đó. Ra đây, cái gì mày? Qua đây nói chuyện với cô tao thì mày chọt chọt như hoài vậy. Được, tao nói chuyện điện thoại mà. Đi, bà mày đứng. Lát lát là chuyện mày sai. Ồ, không yên cái nó nữa trời. Ê, mày tử tế cho ở đây không tử tế đuổi đâu kia hả mày? Nghe cho mày. Ủa, cái gì đâu chứ nhắc tới tôi. Cái chuyện, chuyện này là chuyện quan trọng chứ không phải chuyện giỡn. Bây giờ vậy, qua vô đây ngồi. Mày vô đây mày ngồi, tao kể mày nghe chuyện này con mày tức không? Đâu, chuyện gì nói ngay. Trời ơi, tôi tức dễ sợ tức. Chị gì bây giờ kể ra coi. Mày kể cho bà nghe. Kể tao nghe mày. Cứ việc kể, con bình tĩnh kể, đừng có sợ gì hết trơn á. Có gì bãi bảo kê con rồi, không sợ thằng nào hết á. Ủa, quên không sợ ai hết á. Chuyện gia đình sao kể coi. Sao, cái chuyện con mày, sao? Chuyện gia đình gì? Dạ, hồi sáng đi học về. Con lượm được bốc tiền 100 triệu. Nó lượm được 100 triệu xong rồi nó đem nó đưa cho công an. Tức không? Mày tức không? Ngu quá luôn. 100 triệu bao nhiêu cái lẩu vậy? Tao với ba mày nhậu cỡ nào? Vậy? Nhậu cả đời chưa hết 100 triệu nữa. Trời, nghĩ sao mày làm cái chuyện đó? Ê, tao thấy hai đứa tụi bay nói chuyện sao tao mắc cỡ quá. Mắc cỡ vụ gì? Không biết tụi bay chắc mặt trai mày đá quá chứ tao nghe tao mắc cỡ quá. Mày đó phải nên học cái gương của nó đây nè. Nó nhỏ mà nó biết là không có lòng tham là mày thấy tốt rồi. Mày thấy chưa? Mày không có dạy con mày mà con mày nó được như vậy là mày phải cảm ơn cô giáo. Đúng rồi. Thầy giáo dạy nó. Thấy chưa? Bây giờ mày thử tưởng tượng coi, nếu mày bây giờ mày mất, ở nhà mày có 10 triệu thôi. Mà mày mất 10 triệu rồi mày sẽ đau khổ tới cái bậc nào mày biết không? Đau. Làm biết bao nhiêu năm mới có được dư được 10 triệu bạc. Bởi vậy. Bây giờ mày coi nó lượm 100 triệu mà nó không có nghĩ tới cái chuyện tham lam. Nó đem nó giao công an rồi công an sẽ tiền ra là ai có mất tiền ta lợi ta nhận. Đó. Có phải là cái việc tốt không? Tốt. Tốt ông nào với mày. Sao cái kèo nào cũng có mày hết vậy? Hả? Hả? Ghi qua đây cũng là mày kêu. Đã vô đây mày hù hù sao không à? Nè, tôi nói cho chị Bảy nghe nha. Trời ơi, em mới làm gì bây giờ, trên đời này còn người tốt nữa. Lụm tiền mà trả lại là chuyện xưa rồi. Thôi mày. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa. Gì? Bây giờ con tôi dạy, đi về. Về mày. Mày không được quyền quánh nó, mày hứa với tao rồi. Bây giờ tôi không quánh nó luôn, bà đi về, mày đi về với tao. Đi. Đi đi. Mày đi đi. Ê, ba. Về mày. Kêu ai, kêu ai. Qua đây, qua đây biểu. Qua đây. Tao có làm gì đâu, tao có nói gì đâu. Tao không nói đâu mày. Hai đứa nó đánh lộn á. Không có chơi mất dạy nghe mày. Mất dạy gì? Xe tao đâu? Mày mới mất dạy á. Mày dám nói tao một tiếng nữa mày không? Tao nói mày mất dạy đó mà quýnh tao coi. Mày quýnh tao coi. Vô duyên. Chiếc xe mày mày hỏi tao sao tao biết được? Hồi nãy mày chạy xe tao. Tao giao mày rồi như mày. Mày giao cho tao. Ừ. Tao dựng ở đây. Rồi đó. Bây giờ mất tiêu. Kệ mày. Xe tao đâu? Xe mất hả? Xe tao đâu? Ai biết? Tao nói mày mày dựng mày hỏi tao gì? Mày để mày dựng đâu hỏi tao gì? Đó, thấy không, vai trả liền liền mày thấy chưa? Tiền của người ta mất á, mày muốn mày biểu ra đem này cho mày. Bây giờ mày đau khổ cái chiếc xe đạp mày đó mày coi đi. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Mất chiếc xe đạp à? Mày đưa ba 100 triệu đi, mày đưa ba 100 triệu qua mua được một đống xe đạp rồi. Đâu có 100 triệu là mày chết rồi. Ủa chuyện gì mà khóc vậy? Bà nè, đang buồn trong người đừng có nói cái đó hồi quà cho quýnh lộn đó. Mất xe đạp rồi. À, dì Bảy. Ừ. Mất xe đạp hả dì Bảy? Đâu có, mấy cái thằng tham nó bị mất.
thì phải đâu có mất đâu. Trời ơi, bởi vì em nói anh rồi, mình đừng có tham lam. Mình nhận được của rơi là mình phải trả lại cho cái người bị đánh mất. Như vậy đó, sau này lỡ mà mình có bị mất đó thì người ta mới thương mình, người ta sẽ đi lấy cái của mình mất đó. Mệt quá, mệt quá. Mày nói một hồi nữa là tao tắt thở tại đây nè. Tao theo mày riết tao bệnh. Chúng nói mà nha, chồng anh nói mà nha. Tao hết hơi rồi. Mấy anh mấy chị, em mất của rồi mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị đứng đi đóng tuồng cho em thôi hả? Không phải đâu. Em á là em muốn làm như vậy để cho anh biết là mình mất của là mình đau. Trời ơi trời ơi, chúng mày cũng như cái nhỏ này ghê á. Đã mất tiền, mất bạc rồi là cứ dẻo dẻo hoài à. Bây giờ sao, bây giờ giúp tôi coi kiếm cái xe đạp cho tôi coi. Cái xe đạp của anh á. Ừ. Em biết. Trời ơi lẹ đi bà nội. Em giàu trả cho người ta đi. Mày khùng đó mày. Em giàu để cho anh biết được là khi mình mất đồ đó, mình đau khổ đến cỡ nào. Cho nên mình bị mất đồ, mình nhặt được của rơi, mình phải trả lại cho người ta. Trời ơi. Thôi được rồi, dạy một bài học thôi. Bây giờ em đi lấy xe em trả lại cho anh. Trời đất ơi, cái con này mà nó nói một hồi nữa là kể như cái miệng tôi nó méo qua một bên luôn. Cái thằng nào ngu lắm lấy như thế này. Tao nghi mày quá à. Nghi. Tao hơi bị nghi ngờ. Bây giờ con, ba biết rồi. Thì được rồi, tao tao đi. Nhặt được của rơi phải trả lại cho người bị mất. Tao nhận xe đi. Anh ơi, em trả xe cho anh rồi đó. Dễ thương quá, cho được nhỏ này được. Ủa, xe em đâu? Mất rồi. Em đi đâu vậy? Như tôi đã nói, tôi phải rời xa căn nhà này. Thôi em đừng giỡn nữa. Anh đã sắp xếp gia đình mình tuần sau đi du lịch, rồi tháng tới du lịch nữa. Anh đừng có nói nữa. Anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi, có lần nào thực hiện được chưa? Nhưng mà em phải thông cảm giùm anh. Tại vì anh đang thất nghiệp. Anh hứa là anh sẽ cố gắng tìm việc làm. Anh lo cho em, lo gia đình. Tôi đã thông cảm anh rất nhiều lần rồi. Khi anh lấy tôi á, anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi. Có khi nào anh thực hiện được không? Tôi không hợp với cái cuộc sống này đâu. Nhưng mà em, anh... Tôi quyết định rồi. Con anh nuôi. Khi nào tôi có tiền á, tôi sẽ dẫn nó đi. Vậy đi. Em. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? À, mẹ đi làm. Mẹ đi làm xa lắm. Mẹ không có nói dối đâu. Con phải ngoan. Ừ. Mẹ đi rồi thì ai lo cho con? Ai giữ chuyện cho con nghe? Ai đưa con đi học? Thì ba con. Không, ba... con không chịu đâu. Con muốn mình ba, con muốn mình mẹ à. Con ơi, con phải ngoan. Ba của con á sẽ thay mẹ làm tất cả những chuyện đó. Con hiểu không? Con ngoan đi. Thôi con không chịu đâu. Con à. Con. Con để mẹ đi đi. Rồi mẹ sẽ về mà. Nghe lời ba. Mẹ. Mẹ. Ba ơi, mẹ bỏ con rồi ba ơi. Không có đâu. Mẹ đi chơi rồi mẹ về mà. Ba hứa, ba sẽ đưa mẹ về nha. Ngoan nha, ngủ đi. Rồi ba sẽ tìm mẹ đưa về cho con nha. Từng là tất cả, từng là một phần của nhau. Thế sao giờ đây chẳng thể giữ bước chân em quay về.
Người thì có chấp, người thì ngộ nhận cứ yêu. Biết trong lòng em bây giờ đã khác, hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra. Người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta, tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước. Người làm sao hiểu một người tổn thương, đau lòng khi anh mất vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Chẳng thể giữ bước chân em quay lại. Người thì cố chấp, người thì ngộ nhận cứ yêu. Biết trong lòng em bây giờ đã khác, hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra. Người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta, tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước. Người làm sao hiểu một người tổn thương, đau lòng khi anh mất vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Người làm sao hiểu một người tốt thương, đau lòng khi anh mất vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra, bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Lê Khánh thấy đó, những cám dỗ của đồng tiền đã khiến cho người vợ sa ngã. Dạ đúng rồi, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thử thách. Chính vì vậy chúng ta hãy cùng nhau vượt qua thử thách anh ha. Nhưng quan trọng là cuối cùng người chồng đã tha thứ và chấp nhận người vợ trở về để gia đình được hạnh phúc. Và hãy trân trọng những người yêu thương xung quanh ta. Đó chính là thông điệp mà bài hát gửi đến tất cả quý vị. Anh Đình Toàn ơi, qua bài hát này thì Khánh nhớ đến một câu chuyện rất là hay. Khánh muốn kể cho anh cũng như là khán giả của chương trình nghe đó. Chính xác, nếu là câu chuyện hay thì phải chia sẻ với mọi người. Đúng rồi, chắc chắn phải chia sẻ thôi. Vâng, đó là một vở hài kịch rất dí dỏm và vui tươi. Vở mang tên Đoạt Long Cướp Phụng của tác giả Võ Lê Văn Tùng, với phần thể hiện của các danh hài chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta những tràng cười sảng khoái. Con ơi, con về đây với mẹ con ơi.
Con ở đâu? Con về đây với mẹ. Mẹ đi tìm con khắp chân trời gốc biển mà không thấy con. Con ơi, ngày nào mẹ con mình cùng chung với nhau mà bây giờ con bỏ mẹ con đi à con ơi. Trời ơi, cái biên chế này dán khắp cùng xóm, khắp cùng làng mà sao không có ai, không có ai biết tin tức, không có ai đòi tiền, không có ai đòi tiền gì hết trơn. Trời làm sao? Trời ơi. Có tiếng khóc. Tiếng khóc ở đâu hả? Trời ơi, con của tôi. Từ từ, bình tĩnh, từ bình tĩnh. Người ta nỡ đào cắt đứt tình mẫu tử mẹ con tôi. Mộ tơ thâm tình rồi đây phây dinh. Nát! Trời ơi, hơi hán thì chắc ghê quá, hát hoài à. Mà như tôi nhớ hồi xưa hơi hay lắm mà sao hồi nay cái hơi hán gì kỳ vậy? Nhớ con. Nhớ con. Trời ơi, có gì đâu mà nhớ. Nhớ hả? Nó đi qua nhà bạn trai chút rồi nó về chứ có gì đâu mà. Đúng rồi. Có quà bánh nhắn chưa? Tôi qua nhà bạn trai nó rồi. Rồi sao? Tôi hỏi bạn trai nó thì bạn trai nó tôi không thích chơi với con gái. Gì vậy? Tôi thích chơi con trai thành ra con tôi nó giận nó bỏ nó đi. Chết cha. Con mà gặp BD hả? Không biết. Rồi nó coi bà dán cái gì đó. Đưa coi. Đây. Hả? Mèo. Con ơi. Mèo. Con về với mẹ hả con? Không. Cháu đừng có nỗi đau khổ của người ta hả? Trời, tự nhiên là vô duyên quá mà. Ông ở không, ông rảnh quá vậy. Đúng là vô duyên mà. Tự nhiên người ta đang mất con, chọc người ta meo 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 quá vậy. Ông này ông vô duyên lắm. Tôi rảnh đâu vô duyên. Tôi là chủ của một cơ sở đang đang ăn uống đàng hoàng chứ bộ. Thấy bả mất con tội nghiệp bả định qua đây rồi chém gió chứ cho vui thôi. Ủa mà muốn ai muốn chém gió như tôi chém được sao? Người ta nói á, chém gió là một nghệ thuật mà người chém gió là một nghệ nhân. Chém gió phải biết lúc nào cần, đừng vì hăng chém mà răng không còn. Trời ơi. Chém gió có bữa bị tham chém gió, bữa chém bị chém gió có bữa bị rồi trúng gió. Bữa bị rồi người ta đánh máu miệng trào ra. Phi à em. Dạ. Phi em. Dạ. Em đau khổ quá, em mất khôn rồi. Tại sao em đăng một cái thông báo như thế này? Nè, tôi đọc cái thông báo của em nha. Dạ. Con đang ở đâu? Hãy quay về với mẹ. Đúng. Mẹ nhớ con lắm. Đúng. Nếu ai thấy Phụng ở đâu thì xin thông báo về bà Phi. Ngược lại, nếu ai thấy bà Phi ở đâu, con báo cho Phụng. Tạo hậu tạ. Mà con nhận nha. Mẹ thì tên Phi, con thì tên Phụng. Phi Phụng tên dễ thương quá. Ê mà chưa ấn tượng nha. Sao? Mẹ tên Phi, đặt con tên ngựa, Phi ngựa mới ấn tượng. Vô duyên quá. Cái này là vô duyên vậy tôi quánh ngay trong miệng ông bây giờ. Chứ bà đặt Phi Phụng, Phi Phụng ta đưa bà Phi Phụng hại lỡ bà đó. Ai? Không phải hả? Nói chuyện gì? Tại vì tôi là Phi, con tôi là Phụng. Ừ. Như hai tâm hồn chết cha hát gặp kèo nhau mà con tôi nó đi xa rồi. Thôi tôi lại bà. Trời sao nó giờ bà cứ ca hoài vậy trời. Đi xa mà nó kìa mèo 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 mèo. Mèo mèo mặt như mèo xấu xấu lắm không được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi. Đi tìm con mèo mà người tưởng ta... đâu tìm con người không. Người ta chế giễu trong cái sự cái tình cảm của mẹ con tôi. Người ta coi thường mẹ con tôi. Con ơi, con về đây để người ta đừng chế giễu mẹ nữa con. Chế giễu gì? Bây giờ gì? À, một con mèo tên Phụng thì được. Tự nhiên Phụng tao tưởng con gái bà thiệt. Đúng rồi. Bởi vậy tôi nói thấy cái thông báo đó tự nhiên tôi chạy qua đây để tôi coi con nó như thế nào. Trời đất ơi. Cô bà ơi, bà đăng cái gì đâu không á. Thì đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chết cha lên lên cưng. Đền gánh nè, đền gánh người ta. Dắt ra. Cái gì vậy trời? Điên. Em ơi. Điên mà bán ve chai hả? Em ơi, em đi bán ve chai hả em?
bây giờ em đừng có giao với trai nữa, mà bây giờ em giao dùm cái này nè. Bây giờ làm bao nhiêu tiền cũng được hết. Đây nè, em làm ơn em giao dùm đi. Mất con tôi ai dùm ai. Em đừng có giao, à bán với trai, bán với trai. Mà em nói là đây nè, em giao nè. Đang con đang ở đâu, hãy mau về đây với mẹ, nhớ con lắm. Mẹ con nó tên là Phụng. Trời nghe ơi. Em nghe. Trời ơi. Bà mèo nó bà Phụng hoài mệt mỏi ghê. Trời ơi. Bà Phụng nói tiếng người không được, nói tiếng mèo mèo. Thôi mèo. Thôi, người ta chế giễu con tôi kìa. Trời ơi, sao mà già rồi mà khoái chế giễu thế. Này nghe nè, con nói bà nghe, tôi là làm việc nghĩa không à. Dạ. Thấy bán ve chai nghèo hèn cho có tư cách lắm. Dạ. Giúp người không cần tiền nha. Dạ. Không cần tiền đâu, muốn cái gì nói tôi giúp cho. Dạ. Nha. Tôi nói cho chị nghe nè. Cái gì đó? Yên tâm cái đi. Cái cô này nè. Sao? Bữa hổm nó hang là cổ đi bán ve chai. Cái tự nhiên cái cổ xùi một bếp ra. Cái cổ vũ e như vậy nè. Chắc cô cậu gì nhập vô cổ rồi. Cho nên đó, bây giờ đó ha. Mình chị cậu hết đi. Coi cô cậu gì vô đó rồi người ta chỉ có con Phụng của chị nó ở đâu. Biết không? Phật. Làm ơn cô hay cậu gì về giùm. Cô hay cậu về giùm. Ngồi trên đòn gánh. Hả? Ừ. Hay quá. Thấy không? Chỉ có cô cậu mới ngồi được vậy thôi chứ làm sao ngồi được. Được đó. Phù thủy còn ngồi trên cái chổi được mà. Thì người mặt của mày ngồi trên đòn gánh là bình thường. Khi nào gãy đòn gánh mới là người thường thôi. Làm ơn con cậu. Làm ơn giùm cậu ơi. Cậu làm ơn giúp cho con. Để đưa con Phụng về với con của con. Bây giờ con Phụng nó bị mất tích rồi cậu ơi. Con Phụng có phải là con mèo đúng không? Không, con Phụng là con mèo. Ở dưới âm phủ người ta không có nói mèo, người ta nói tí sủ dần mẹo thình tị ngọi mùi thân tức dậu hợi. Con mèo. Con mèo, đúng con không? Mèo, đúng, dạ đúng. Trời ơi, hay quá, hay quá. Sao sao mà khả đá bá chật khả đá bá. Mèo Phụng, có phải trước khi mất tích thắt cái nơ màu vàng và đeo cái kiều màu bạc đúng không? Quá đúng, trời ơi, đúng là con của tôi rồi cậu ơi, làm ơn chỉ giùm tìm được con tôi đi cậu. Rất dễ. Con của con nó ở đâu? Đi hướng đông. Đi hướng đông gặp con sông. Con sông. Đi hướng tây gặp cái cây. Đi hướng nam gặp cái am. Đi hướng bắc gặp cái tắc. Đào xuống đất hai tấc. Trong mây đen mưa giông âm u, người ta kéo về âm âm mang theo con mèo. Cậu ơi cậu. Hả? Cậu ơi cho tôi hỏi cái bài này nghe quen lắm, bài gì vậy cậu? Bài quen. Người về từ lòng đất. Rồi vậy chết ngắt rồi đó. Đó đúng rồi, nó đã chết rồi. Ủa sao vậy nè? Trời ơi, sao tự nhiên, trời ơi bán chén chai mà bị hạ thiếp lên, trời ơi. Thì ra thằng già này với con quỷ cái này, trời ơi, ác đâu. Trời ơi, tôi bán ve chai mà. Nói ve chai, bà bình tĩnh, bà nội ve chai. Tôi đi. Hết người hãm, tôi hãm cái bà ve chai vậy bà nội. Trời ơi, ông hạp lột đồ tôi ra làm chi. Sao? Trời ơi, không có rồi. Trời ơi, hạp người. Trời ơi, mình vậy nói con quỷ cái là được không à? Tôi vậy mà quỷ cái à, có được không vậy à? Trời đất ơi, Phật dễ sợ à. Bà Dương ơi, bây giờ chị tính làm sao? Con của tôi nó đã về lòng đất rồi. Ai giết con tôi? Bà nghĩ sao vậy? Tự nhiên mấy bà là tự đi đi nghe mẹ. Một cái con khùng nó lên cơn rồi à. Đi nghe theo lời nó. Nó nói nam bậy tầm bạ, không sợ nó bị gạt mình hết trời. Thôi ông nín đi, lừa gạt cái gì? Người ta có lấy tiền lấy bạc cô tiền của mình ra trước đâu mà nói người ta lường gạt. Người ta chỉ là ông cô bà cậu người ta lên rồi người ta chỉ giúp mình đi tới đó vậy thôi. Lường gạt lấy tiền của ông nào nó lường gạt. Đúng, bà Dung nói đúng, tôi đồng ý, tôi theo phe bà Dung á. Tại vì sao? Mình hãy thử một lần xem sao rồi sẽ biết ngay thôi mà. Mất mát tiền bạc gì đâu mà không thử. Ai giết con tôi? Mày nói tôi hả? Đừng nói dòm qua dòm lại. Gì? Tại vì tôi là thương xúc vật. Con Phụng của tôi qua đây mới đào những cái cây cối của ông. Thành ra ông sợ hư, ông giết con tôi. Trời, đừng có nói bậy. Ông đặt cái camera. Camera gì? Cái camera. Bà đừng có nói là tôi không biết yêu súc vật nha. Vô nhà tôi, bà sẽ thấy súc vật đầy hả chẳng. Ông làm cái gì trong đó, nuôi gì? Rẹp, mũi, gián, thật lạc. Trời ơi, cái gì mà cái ghê vậy? Vô nhà tôi đi, hồ không yêu súc vật rồi nào.
không bây giờ dám giết nó hết trơn. Bây giờ nó xanh xôi nảy nở, nó cắn tôi quá trời luôn. Trời ơi, bây giờ mình đi tìm đi, đừng có nói nữa. Tìm. Đúng, đi tìm, mình phải thử mới biết được chứ. Đi. Đúng rồi, đi, đi. Mình đi, tìm, đi. Tìm để chi, tìm để làm gì? Tìm để kiếm được con Phụng con tôi. Bà nói nó, cái bà kia nói nó bị chết rồi. Thì chết phải thấy xác chứ bộ. Chết người thì vẫn còn con người. Mà chết thì phải thấy xác. Đúng. Đúng rồi. Cái quan trọng bà muốn tìm coi thủ phạm giết con mèo bà là ai chứ gì. Đúng rồi. Nè, chị thấy tôi nói hay không? Tôi nói cậu Cẩn hả, cậu Linh dễ sợ luôn. Chỉ một phát là mình đi tới ngay chốc luôn, thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Quá giỏi còn gì nữa đâu. Bởi vậy chị phải đi tạ ơn người ta đi ngay. Chứ đừng có thấy vậy rồi quên luôn à. Cháu quên, tôi ngồi tôi chờ cậu Cẩn nè. Tôi ngồi tôi chờ mà. Chứ đâu phải tôi không chờ đâu. Nhưng mà tôi nói thiệt. Sao? Bây giờ làm sao? Làm sao? Thì bữa hổm nó cậu Cẩn chỉ mình đi tới. Ủa mà cái chỗ nào tôi quên rồi ta? Tôi nhớ nè, bữa mấy bà thiệt tình không có nhớ gì hết trơn á. Lo không chịu nói để đứng đằng cái cao đó hoài. Chứ bây giờ nam nữ thọ bất thân chứ. Tôi ngồi gần cái bà nói tôi dê bà sao? Tôi già có giá trị của già chứ. Tôi dán màn nói chuyện coi. Già mà đầu búp bê thấy gốm. Tôi đã ngồi đen đó. Con mặt thấy gốm không? Thôi nhớ nói đi. Tôi nhớ chi tiết hết trơn á. Hôm bữa cậu nói là để coi, đi hướng đông gặp con sông. Đúng. Đi hướng tây gặp cái cây. Đúng. Đi hướng nam gặp cái am. Đúng. Đi hướng bắc gặp cái tắc. Đúng. Đào hai tắc nhìn xuống đất thấy xác con chị chết. Trời ơi, 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 ơi. Rồi cho con tôi thứ hai tấn đất lần trời. Thì đó. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông anh nha, bữa đó nha, vừa thấy xác của con Phụng một cái trời ơi, tay chân tôi nó bủng rủng hết trơn luôn. Trời ơi bà Dung, sao bà giống tôi y chang vậy? Dạ. Tôi với bà như thần giao cách cảm hay sao? Lúc nào cũng có những tâm lý giống hệt nhau vậy đó. Bữa tôi cũng vậy, khi mà đào xác cái con mèo đó, con sợ là con Phụng, con của chị đó. Trời ơi, ốc ác tôi nổi hết trơn hết trời nha. Tôi rung bần bật vậy đó. Nhưng mà ông Dũng bình chân như vậy, mặt tỉnh bơ à. Trong cái ổng là ai? Ổng là thầy phong thủy ha. Vậy mà không tìm được xác con chị, mà trong cái đó một bà dế trai tầm thường còn con thôi, vậy mà tìm ra xác chết của con Phụng con chị. Ác lắm. Cái thằng cha già mốm đó. Chị bên nói chung là chị phải có trước có sau đó chị. Tao nói là vuốt mặt nể mũi, còn chị vuốt mặt dục mũi em bỏ luôn vậy chị. Tôi xin lỗi. Em cũng móm giống chả nè chị. Tôi xin lỗi. Đồ thứ thằng trai dài gì. Thôi. Trai giỏi giả ghê lắm. Thôi bây giờ đừng. Tôi nói cho Dung nghe. Con của tôi qua thì chả có những cái cây đẹp. Những cái cây mà cái mùi vị mà con Phụng nó thích. Nó thích nó vô nó ị trong đó. Thầy chả đập cái camera. Chả vừa thấy. Chả đập con tôi chả vùi sâu với hai tấc đất. Mà cũng tại con chị, phải chi con chị là con nó háo sắc đi không nói, đằng này nó háo cây, phải mê mèo đực đẹp đi không nói, đằng này nó mê cây đẹp, chết là đúng rồi. Em xin lỗi, em có lỗi chị. Đồ thứ cha già mắc dịch. Mắc dịch dễ sợ. Nè, nhưng mà tôi nói chị nghe nha, chị phải mua đồ chị tạ lễ cậu Cẩn đi. Cậu Cẩn linh hiển dễ sợ luôn. Bữa cha già đó, cha đầu hói đó, chả cũng mất cái con cá đục. Chả cũng nhờ cậu Cẩn chỉ một cái cho đi tới nơi cho gặp liền đó. Tôi không tin cũng phải tin đó. Phải tin cậu Cẩn thôi. Còn chỉ có ông nội mà đầu hói là người không có đạo đức. Tôi nói là hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức. Mà ông không hề có đạo đức. Bây giờ đó mình phải quánh trẻ cho trẻ chưa. Thôi đừng có quánh người ta hở vậy, cái đồ quánh hoài à. Tôi nói vậy thôi chứ dạo mà quánh tôi đi. Cậu Cẩn. Cậu Cẩn đẹp quá, bữa nay cậu Cẩn đẹp quá. Cậu Cẩn hút thuốc. Hút thuốc? Trời ơi, cậu Cẩn hút thuốc kìa. Cậu Cẩn ơi. Cậu Cẩn sao đi giống liệt lung quá vậy, giống bị liệt lung vậy? Bà nhạc. Cậu Cẩn, cậu Cẩn hôm nay hút thuốc đẹp quá. Cậu Cẩn ngồi đây, cậu Cẩn. Nè, của chuyện của chị thì chị vô đi, đứng gần cậu đi. Hỏi gì? Cậu về đó. Dạ, cầm những thuốc cho cậu. Dạ. Đừng có hút nha. Không, hút đâu. Thôi, gác lên cho cao, cho chai cho cao. Ôi, không được. Dạ, vô xuống đất kia, cái chậu đó đó.
Dạ thưa cậu Cảnh. Dạ biết bây... rồi. Từ từ. Dạ. Cái nghiệp cái số nó còn. Dạ số còn. Cho nên bây giờ là không có đi bán về chai luôn. Ủa? Ủa? Đi giúp người. Dạ, sáng cậu. Sớm là đã đi giúp người. Cái nghiệp cái canh nó lớn quá. Trời ơi. Dạ. Nó phúc lên mây luôn vậy. Từ chai thành bà tiên luôn vậy trời. Nhà ừ. có rượu không? Dạ rượu. Có rượu không anh? Rượu hả? Không có cây cổ thụ kia kìa. Không có rượu, có cây cổ thụ kia được không? Có đừng anh đừng vô duyên quá. Không cẩn giận anh bây giờ. Lại cậu, lại cậu, lại cậu, lại cậu. Chết đâu mà lại. Quên, quên. Là câu khó quá. Nữ. Cái chờ chết của Mẹo Phụng mới chỉ là sự khởi đầu trong căn nhà của cô thôi. Chứ còn gì nữa vậy? Còn rất nhiều. Chung quanh nhà này ám khí rất nặng. Sao chị đâu vậy? Ai biểu đứng hướng đó. Chết cha. Ám khí hả cậu? Đúng rồi. Bây giờ hỏi nữ còn nguyên hết đúng không? Dạ còn nguyên nghĩa là sao à? Cái ý bà hỏi là bà còn trinh không? À. Đúng rồi đó. Ý là hỏi là chị là hàng tồn kho phải không? Ừ. À, giống như là trinh nữ mà ở trong lâu đài vậy đó. À. Cái lâu đài này ám khí rất là nặng. Ám khí là sao nó à? Rất là nặng. Nó bắt đầu ám vô tới nữ. Nữ sẽ bị nó ám. Ế chảy dài, ế sệ, ế đến lúc không còn ế nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Vì ám khí cho tới giờ bà vẫn ế đó thấy chưa? Anh vô duyên quá. Lại cậu, làm sao cậu cho tôi có một người đàn ông đi. Yên tâm, từ từ. Tôi thích lắm à. Biết nhìn mặt bà là biết thích rồi. Nó lộ cho nó đâu có kính vô trong miếng nào. Chị đó, chị đó. Để cậu cẩn coi. Trời ơi! Cái gì vậy? Ám khí gì? Ám khí gì vậy? Ta chưa thấy nhưng ta la cho có không khí thôi. Hả? Ừ. À, trời ơi. Vô duyên thấy gớm là tự nhiên động với cái người ta. Cái gì vậy? Cậu. Ta la coi cái giọng ta còn la được nữa hay không thôi. Trời ơi. Trời cậu làm rộng quá rồi. Rồi. Trời ơi. Căn nhà này. Căn nhà này nó đã bị ám hết toàn bộ rồi. Trời. Nó đã ám từng người. Không ai trong con người chúng ta còn là người nữa. Đây là con quỷ già. Trời ơi. Con quỷ vừa vừa. Đừng nói tôi là con quỷ cái nữa nha. Con quỷ lai căng. Con quỷ lai căng là sao? Chưa xác định được giới tính. Bực ghê vậy đó. Để thấp con bê ai có hiểu lầm hết trơn. Bực mình quá nha. Dân. Dạch màn lên coi. Quan trọng trong căn nhà này là có một vật rất nặng. Trời ơi. Màu vàng. Nhưng cái đó là cái âm khí rất là nặng. Nó phóng ra rất nhiều khí độc. Mà cỡ như các người thì không chịu đựng được đâu. Chỉ có ta mới hóa giải được thôi. Có gì không? Không có cái gì hết. Trời ơi bà Phi ơi, có thì nói đại đi. Trời ơi cái âm khí gì vậy? Bây giờ bà phải nói để cứu lấy bà đó. Một là nói ra, hai là tra tấn giả mang đi. Trời ơi. Bà muốn sao? Ai tra tấn tôi? Muốn ế chồng hay muốn có chồng hay muốn bị ám khí? Bà nói ra. Bà nói đi. Có đúng không? Dạ muốn chồng. Muốn chồng thì nói đi. Trời ơi. Muốn ôm chồng. Ừ. Muốn ôm đàn ông thì có. Có hả? Vậy thì bà giao cái đó ra đi. Nói đi, nói ra, đừng để trong lòng làm cái gì. Thôi ta về, ta không có thời gian nữa rồi. Ta không có thời gian, ta phải đi giúp người khác thôi. Đừng kéo ta, đừng tuột quần. Đừng. Canh tuột quần nữa hả? Dạ không. Bây giờ cậu phải ở đây, cậu đứng cho người ta nói chứ. Đó. Đi vô lấy cho tôi. Nặng lắm. Ráng lấy cho tôi. Lấy chị. Chính vì nặng cho nên khí nó mới nặng. Ám khí nó nặng lắm. Mấy chục đi luôn nhiều. Anh vô anh khiêng phụ với tôi anh. Dạ đi có bà, nó đại gì đâu nhưng mà giấu làm cái gì không biết nữa. Dạ thưa cậu. Dạ sẵn đây cậu cũng coi giùm em luôn đi. Cho tới từng tuổi này mà không có thằng cha nào dòm ngó em hết à. Bà mà không có được đâu. Dạ sao vậy cậu? Bị lớn tuổi rồi nó huốt rồi. Mà thêm cái tội nghèo hơn bà kia nữa cho nên khó lắm. Dạ nha. Đây chịu cảnh ế đi ha. Vàng đây. Dạ đó.
Đó, ta nói cái này giang ra, giang ra, giang ra, giang ra, giang ra, đừng đụng vào ta, giang ra, 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 cậu, 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 không phải, bởi vì chính cái này nó nặng nề quá, nó làm cho ta phải chiến đấu với nó, cho nên ta phải tốn rất nhiều công sức, cho nên các ngươi đừng có ở gần nó, đừng có để mà hãy nghe thầy. Trời đất ơi, trùm đi trùm đại vậy rồi đi, muốn hồi mới trùm không mệt hết trời. Không được, bị gì ám khí nó nặng ghê lắm. Cái này nó ghê gớm, không phải muốn trùm là trùm đâu. Tai thường không thể trùm được đâu. Đừng đụng vào nó, đừng đụng vào nó, nó ghê gớm lắm, nó ghê gớm lắm. Rồi bây giờ còn gì nữa thì sẽ thương cậu. Thôi được rồi, bà có tiền không? Chỉ cần cúng một cái biệt thự. Trời đất ơi, cái chiếc xe Lamborghini. Trời đất ơi, trời đất ơi, làm gì tôi có Lamborghini gì? Trời ơi, mệt quá, đi giấy tiền vàng mã thôi. Bằng giấy thôi, dạ được. Cái đó bằng hình thức thôi, giấy dạ tờ được, thôi. Dạ được, dạ được. Bao nhiêu tiền cái đó? Mấy bà không biết chỗ mua đâu. Rồi gặp hàng dởm nữa là đốt, người ta không có nhận. À, đốt không cháy. Tôi ưa mua giùm người ta lắm. Tốt quá. Ôm cái này đi nặng quá, làm sao đi mua. Tôi chỉ có mua cái đó với giá 20 triệu thôi. Trời đất ơi, giấy mà cậu. Trời ơi, cái xe ở ngoài mà xe thiệt là 4 tỷ. Cái căn hộ không 16 tỷ, 20 tỷ. Mua giùm hai thứ đó cho bà có 20 triệu mà mắc là vậy. Thôi đi. Trời ơi, nếu cái quần bà bả lại. Được mà bà ơi, bà phi có 20 triệu mà nhầm nhò gì bà, mắc cười quá. Bây giờ một là ế, hai là 20 triệu. Dạ lấy 20 triệu. Cậu bình tĩnh, cậu đừng có giận. Đừng giận cậu. Có giận nha cậu. Tôi xúc phạm quá mà. Tôi giúp người mà tôi bỏ hết. Nghề nghiệp của tôi có làm gì. Dạ đây, 20 triệu. Tiền này tôi chỉ giúp người thôi, chứ không phải tôi xài. Dạ biết, dạ biết. Đếm tôi... chưa? Dạ đếm rồi. Bà đếm rồi mà tôi chưa đếm. Thôi đừng đếm mà. Phải đếm cho để mít lòng tiền bạc giúp đỡ mà tự nhiên là tôi mít lòng vụ tiền bạc. Không phải cái tiền này. Được không? Dạ được. Đủ phải không? Dạ đủ. Tôi tin bà đó nha. Tin mà trời ơi. Chỉ có bà không tin tôi thôi chứ tôi rất tin bà đó nha. Không tin cậu. Ai không? Ai không tin tôi không? Dạ tin. Tin lắm. Ám khí nặng lắm á. Phải có tôi âm khí mới nhẹ. Để nhét đàng hoàng vô cái này. Có chừng tuột xuống không? Sao tuột được, nhiều chuyện quá. Ta nhét đâu, ta nhét rồi ta tuột cái không chuyện của người ta. Rồi. Ôm cái này không có nổi. Kệ người ta, cái đồ nào ta ôm được không được, kệ người ta. Cậu ơi, cảm ơn cậu quá trời quá rồi. Tôi tìm ra được con cá rồi nè. Hay chưa? Hay không? Hay quá, hay mà. Vậy chính xác quá mà. Quá chính đi xác. Đi hướng Tây gặp cây cây, đi hướng Nam gặp cây am, đi hướng Đông gặp con sông, đi hướng Bắc gặp cây tắc, đi đào xuống hai tấc mà là trong đèn mù người ta kéo về bằng theo sườn cà. Hay quá cậu. Cảm ơn cậu quá trời quá đất à. Dạ thôi được rồi, tôi đi nghe, tôi khoan, làm khoan, tôi... cậu. À, mà cậu biết con cá này con cá gì không? Quên, bị giúp lo giúp người quên cá gì à? Cá đục. Ồ, cá đục là cá lạ mà tôi cũng bắt về được. Đúng mà rồi. Thôi tôi chỉ khoan, giúp... mà biết tại sao nó tên cá đục không? Không. Ủa, tại sao tên cá đục vậy? Chắc ba nó tên đẻo, nó tên đục đục. Không phải, cá đục là con cá không bao giờ có trên đời này. Cá đục là cục đá đó. Hả? Cục đá là cá đục, trời ơi. Làm trời sao không hiểu vậy? Là cục đá nó đập con cá thành cá đục. Thôi đi bà, từ từ đưa tôi giải thích cho mấy bà nghe nha. Sao? Đây nè, đây. Đây. À, tôi nói đi tìm con cá giùm tôi. Đúng bà rồi. Hay lắm, cậu hay, thiệt là hay. Trời ơi. Cậu là số 1. Đó, cậu chạy ra quán cơm. Cậu xin con cá để cái lấy cái này chôn dưới đất sẵn cho tôi. Lấy xương. Đó, tôi chỉ chỗ tôi chạy rồi tôi đào. Ý, lấy nguyên cái bộ xương lên. Đó, hay không? Rồi từ từ bộ xương mới chôn 4 góc giường rồi mới bắt đầu tôi biến hóa. Mới có bộ đồ, con ngựa, đồ đẹp. Lộn. Đây, cậu làm hết trơn. Trời ơi, tôi biết mánh cậu. Bởi vì tôi sợ mấy người không có tin tôi. Tôi phải làm.
tôi phải dụ cậu. Đây hình ảnh con, đừng dòm, đừng dòm. Đây coi kỹ nha, thấy không? Ai bắt con Phụng của bà? Rồi rồi, tôi đi, tôi đi rồi, tôi giữ lại, giữ lại. Thấy chưa? Đó, thả này. Bắt con Phụng của tôi. Đó, rồi mới làm ra những cái trò này. Đó, mới gạt mấy bà lấy tiền, lấy bạc, lấy vàng, lấy vòng, hiểu không? Trời đất ơi, tôi chết rồi. Còn con Phụng bà không không có chết. Con Phụng bà còn nguyên. Nó qua nhà anh. Dễ gì bắt được nó chạy một lát hả? Bà nó sổng ra, nó leo trên cái cây nhà tôi đó. Bà biết rồi, con Phụng bà khoái ị vô cái cây nhà đúng tôi. Đúng rồi. Đó, bây giờ nó leo trên đó. Vì cái con người này làm nó sợ quá, nhờ leo trên cây tôi nó ở luôn. Trời. Chúc mừng chị, nhà đang ra hết bối rối rồi. Trời, con Phụng sống được rồi ha. Con Phụng sống rồi. Sống mà sống mừng quá. Cái này gì đây? Đó, thì bây giờ bu ra. Giết Phụng đoạt Long nè. Trời ơi, sống Phụng rồi ha. Trời ơi, tôi có lấy đâu mà tôi đoạt nó, để đó tôi nguyên, tôi có cái lấy gì đâu. Trời ơi, buông ra đi, có gì tôi có lừa gạt, có gì đâu. Có Phụng rồi. Tôi buông ra đi. Có Lâm, có Phụng rồi, ha, được rồi, cho bà đi đi. Ơi, có cái gì tôi có làm gì đâu, có lấy ra cái giống gì đâu. Ai lấy gì đâu. Đứng lại. Tiền bạc đâu. Tiền đâu. Thế nặng phải có tiền chứ. Qua đây tôi dí nữa nè. Đây nè, tiền đây nè, làm gì dữ vậy? Nè, trả nè, có gì? Trời ơi, có gì đâu hả? Tiền coi chứ gì, có mấy chục triệu làm gì dữ vậy nè. Tiền coi nè, nè, đây nè, tiền đúng không? Đây nè, tiền nè của bà này kìa. Ông lấy làm chi? Hả? Thần thánh gì mà chợ búa như vậy trời? Chợ búa gì? Hả? Chứ gặp nguyên cái đám gì không xàm chợ búa sao được? Làm mình cực khổ quá mà. Thì giúp đỡ con nhiêu thôi, có 20 triệu thôi mà làm gì chuyện giờ lăn gần chết luôn à. Thôi dẹp cái vụ án này đi, dẹp cái này đi, kiếm phi vụ khác mắc tiền hơn nhiều. Không có hiểu biết cái gì hết trơn, không biết thần thánh là cái gì hết trơn. Mà 20 triệu quý giá lắm mà. Tôi có xe ngoài đó thì xin lỗi các người à, xe Lamborghini chờ tôi ngoài. Không có Lamborghini gì đâu. Có su tè đang chờ bà ngoại á bà. Trời ơi tôi cười, hồi nào giờ sushi bo, sushi làm gì có su tè là gì? Xe tù. Trời, mới có thời gian ngắn không đi uống cà phê thôi, bây giờ mọc lên thêm quán nữa. Uống quán nào ta? Quán này đi, quán này quen uống. Ủa sao qua bộ bà Tám này bà sang quán rồi sao mà quán này lạ quá rồi đó. Chà, quán này mới dữ ha. Bà này chắc làm ăn lỗ lã rồi, bữa sang rồi. Chủ quán. Chủ quán gì đẹp dữ. Hello. Hello. Hai. Ba. Hai. Ba. Hello. Hỏi bà là em bà Tám không? No. I am Tam no. Gì? Anh Tam nổ. Không hiểu. Tam nổ bà ơi bà. Cái anh không có cho để giấu. Nói tiếng anh gì giống kêu chó. Trời. Vô duyên quá. Uống về anh lắm. Lên Sài Gòn về đẹp vậy. Em lên Sài Gòn em nói thiệt với anh á. Em lên chợ em mới nứt con mắt em ra. Dạ. Biết bao nhiêu chuyện hay, biết bao nhiêu chuyện đẹp anh. Như cái quán này nè, em đi lên chợ em thấy người ta bán quán cà phê, người ta để mấy cái ghế gỗ, bàn gỗ, em nói trời ơi nó đẹp quá. Ủa vậy bà làm á hả? Em về em làm liền, em mượn tiền em làm liền anh. Hay quá. Chứ hồi đó anh nhớ không, quán em sặc sệ giống như vậy nè. Anh thấy không? Mà ác nghiệt anh ơi. Sao? Phong thủy. Phong thủy sao? Từ khi em sửa cái quán xong á, không bán được một người khách nào luôn anh. Kỳ đó. Ế, tôi nói thiệt, ế mà ế. Không. Mình buôn bán mình không được nói chữ ế. Đúng rồi. Nó nói gì? Nó lạnh. Nó lạnh tanh luôn anh. Tôi nói bà nghe nè, bà Mười không tắm vậy đó. Hồi đó buôn bán nó sập sệ đó, bán ngoài đường vậy đó. Mà bán đắt dữ lắm luôn. Tự nhiên bây giờ đó là cái quán bà sửa sang lại làm cho đẹp lên á. Rồi bán ế vậy à. Bởi vì em nói mấy cái này không có tin không có được. Ừ. Mình phải coi ngày coi giờ mình cúng kiến xong rồi mình mới có thể mình sửa được. Anh hiểu không? Nhưng mà anh ơi em vẫn còn vui. Sao? Tại vì cái quán em á, thí dụ mà mình sửa xong rồi nó bị sai phong thủy em ế không nói.
Còn quỷ này nè anh, quỷ quán đối diện nè anh. À. Nó để quán nó từ đó tới giờ luôn, nó chơi không nghỉ em. Quán nó cũng ấy nhệ vậy, thấy không? Quán nó ấy nhệ luôn, ấy từ xưa đến nay luôn, nó đấu đâu có lại em. Vậy hả? Ờ. Ủa mà bà bán quán là nhiều chuyện. Cà phê đâu? Ủa uống cà phê hả? Không lẽ lại đi ngồi chơi? Chờ em uống cà phê. Bữa nay em pha cà phê công thức mới luôn. Công nghệ mới là sao? Công nghệ mới ở trên Sài Gòn. Cà phê Sài Gòn? Dạ. Chà đã nha. Chờ em nha. Lâu lắm rồi không có lên Sài Gòn. Giờ đây về ở đây có cà phê Sài Gòn cũng đã luôn à. Chứ sao anh, trời ơi mình phải học hỏi cái mới chứ. Ông hút không? Thôi khỏi bà ơi. Thôi kệ đi, cho cái ông hút vô chỗ đẹp. Công nghệ Sài Gòn đó hả? Công nghệ Sài Gòn của em á. Lâu lắm rồi tôi không lên Sài Gòn. Tôi vừa kỳ đầu tôi lên Sài Gòn uống liền cà phê nó ngon gì đâu á. Ta tim nó ép luôn á. Sao vậy? Nó mạnh quá đó. À đúng rồi anh. Ngon lắm. Uống thử coi em pha ngon không mà sao ế vậy? Ngon chắc chắn là vào cái màu thấy ngon đó, rồi. Đó chưa, nhìn đậm đặc liền. À! Gì vậy? Năm. Cà phê gì đắng dữ. Khùng ba. Đắng ghét hả? Đắng gì đắng? Bà coi coi. Nè, bà uống thử đi. Uống ngọt chi tiểu đường. Bà uống thử đi. Không tôi phải là bỏ đường rồi. Sao đắng như vậy? Bà uống thử bà làm thử biết coi. Trời đất ơi, bà quên bỏ đường hay gì đó, đắng lắm. Cái nội này tôi bỏ đường rõ ràng. Trời ơi. Bỏ lộn ly kia. Kêu con ly rồi bà bỏ lộn ly kia. Ngon thiệt ha. Tôi bỏ lộn ly hồi sáng á. Sáng tôi uống tự uống rồi bỏ lộn. Rồi đó, rồi nè. Tôi bỏ rồi đó, anh uống thử coi. Rồi chưa? Bỏ rồi. Ý. Cái gì vậy? Đang nghe bà ơi. Bỏ rồi. Bỏ đầu đi đâu, sao thấy đường gì đâu. Chưa có tan, tôi bỏ vô anh quậy lên mà. Đường tinh luyện mà nó lâu tan. Tinh luyện cái gì? Bà mua ba cái đường cát mà để vô mà có hai bà hộp thì sao để được. Anh mắc cười quá à. Bỏ đường rồi uống chi ngọt rồi tốn tiền thuốc. Thôi, bỏ đi tôi uống đâu. Đây, mệt cà phê đi. Gì kỳ quá luôn. Đây, nè, lấy đường cho. Bán quán cà phê gì mà kẹo hà tiện quá luôn. Ê nè, tôi cấm anh nói cái chữ kia nha. Gì? Không có nói kẹo kéo gì ở đây hết trơn, trời đó. Trong quán cà phê gì cấm ta đủ thứ hết trơn hả? Ờ. Ê, cũng cấm này, cũng cấm hết trơn. Đó nè. Ăn giọng gì ăn giọng hết đi. Trời, quán cà phê ăn giọng. Chủ quán cà phê nói chuyện kỳ á. Trời ơi. Uống cà phê hay ăn chè vậy ông nội? Tôi uống ngọt quen rồi. Trời đất ơi thiệt tình. Dẹp đi. Vậy đó mới là vừa uống chứ. Tự nhiên uống là đưa đem ly cà phê đắng ngắt làm ai uống được. Uống đi cho tiểu đường với bà luôn. Gì vậy? Cà phê gì mặn dữ. Chết cha, lấy lộn cái hũ bột nêm. Trời chết tôi, trời. Hũ bột nêm để ngồi về và nấu canh mà quên, bỏ lộn. Bột nêm bà cho tôi cái kiểu này, trời ơi cái đầu óc, cái đầu tôi còn cái gì não tôi nữa. Sao? Vậy, bột nêm mình cũng ăn vô mà. Có ăn vô mà đâu có ăn dữ vậy, ba muỗng, bà thấy không? Cái đầu nấu 10 nên nấu canh luôn, chưa thấm nữa. Thôi uống trà vô đi. Mày! Khùng ra. Chữa lửa. Con ba buôn bán về chứ ế phải rồi. Nè, hả? Ế nữa, anh nói ế nữa không, tôi quýnh lên luôn tên ông. Tôi nói là cấm nói cái chữ đó nha. Lạnh lẽo. Ừ, lạnh lẽo. Mà lạnh thiệt luôn anh ơi. Nói nghe. Gì? Quên nữa. Sao? Quán bà vắng quá, lạnh lẽo quá. Ờ. Bà có số điện thoại cho Sáu không? Chi vậy? Lâu quá rồi tôi không gặp giả làm gì, trốn tôi hay sao á. Hay là cái bệnh nằm bệnh viện. Trời ơi, ủa ông với ông có thân nhau không vậy? Thân ai để lo. Hèn gì trù người ta thấy thương luôn à. Trù gì? Nó tự nhiên nói người ta nằm bệnh viện. Lo lắng thôi, trong lòng lo lắng thôi, bạn bè thân thích với nhau. Kêu cha lại uống cà phê, cho có tủ rồi nói chơi chứ để quán gì kỳ. Anh mới nói cái gì? Kêu anh Sáu làm cái gì? Uống cà phê. Năm. Cảm ơn anh. Anh đúng là một người khách hàng rất có đạo đức. Anh thấy quán em ế. À không, quán em vắng. À vắng. Không, quán em lạnh. Lạnh rồi. Cho nên là anh kêu đồng bọn anh tới uống cà phê giúp em đúng không anh? Ừ. Ừ, để em gọi cho. Khỏi cần phiền anh nha. Để em gọi. Ủa, có điện thoại bà? Không. Đã anh đã kêu đồng bọn tới rồi thì mắc mớ gì tốn tiền. Vậy anh đó, nữa để em. Đúng rồi.
kêu cho Lợi đó, tôi ngồi đây ra. Dạ. Alo, sao anh Sáu? Ủa, không phải, ba con đâu con? Ba đi làm hả? Để quên điện thoại nhà con. Rồi ba con đi đâu con biết không? Cái gì? Hả? Thiệt không? Trời ơi. Trời ơi. Không, không thể nào. Tám, tôi ghi đâu là có đó. Trời ơi, anh Năm ơi, tôi ghi đâu là có. Làm hả? Đánh ra đau khổ. Lợi dụng rồi hả? Lợi dụng gì? Tao chỉ bỏ mơ người ta. Bà có gì đâu lợi dụng. Trời ơi, anh Năm. Sao ông Sáu chết rồi? Đây bị bà. Trời sao? Ông Sáu. Sao? Chưa nói nghe. Trời ơi, cãi tôi không? Tôi nói bị trốn tôi mà. Tôi không tin luôn. Không bao giờ tôi tin được hết trơn. Trời ơi, tại sao có chuyện này xảy ra? Bạn bè mà giấu với nhau làm gì? Trời ơi. Đúng không? Thiệt không thể ngờ. Tôi không ngờ thằng Sáu bây giờ đó là đại gia. Ê, chị Chị Tư. Ai hả? Đây nè, em nè. Ai kêu tôi hả? Đây nè, chị đi đâu vậy? Ai hỏi tôi hôm nay đi đâu? Tôi nói rằng tôi đi văn câu. Tôi đi văn câu, tôi thấy gió nó rồi. Nó gió ào ào, gió ào ào, gió ào ào. Trời ơi, bão táp mưa sa. Gì vậy trời? Hả? Bão táp mưa sa cái thắng luôn vậy hả? Là tại vì tao sao không hát nữa đi? Không có rượu uống, không có vô ca nổi. Trời ơi. Nào có rượu vô là tao quất hơi 8 bài. Đâu ngày ta gặp ta hỏi han rồi đứng hát không ê, à. Ê, tao gặp mày tao mừng quá. Vụ gì? Mấy bữa nay mày đi đâu mất tiêu mà tao kiếm mày quá trời luôn. Công chuyện đăng đăng đê đê, không có thời gian gặp chiến hữu đâu. Tao nói thiệt cho mày, tao nói thiệt tao hận mày lắm. Gì hận tôi trời? Nhậu quá thì bu nhau vậy chặt đứt cái bàn đặng nhậu. Tao trả tiền chết cha tao luôn à. Tới chừng tao bệnh nằm xuống không ai hỏi han một câu để an ủi tao nữa. Mày thấy tao buồn không? Tao phải buồn chứ. Thông cảm cho tôi đi. Trời ơi, dạo này công chuyện tôi nhiều dữ lắm. Mày làm gì công chuyện? Tôi nói thiệt với bà đừng có trách tôi. Khi nào bà chết mà tôi không tới tôi đốt nhang thì bà trách tôi được. Ê ê, mày có tin cái mỏ mày phù ra không? Mày tin không? Mày tin không? Chắc mày nói tao già quánh không lợi mày phải không? Mày thử không? Không phải, không phải. Mày nghĩ sao mà tao bệnh mày không thăm mà mày nói là đợi tao chết rồi mày mới đợi ai mũi mà đợi không tao ý, chết. Ý là thông cảm, đây là công việc tôi nhiều lắm nha. Nhưng mày biết không, tao mình nặng nề lắm chứ không phải giỡn đâu mày. Bà bệnh gì thôi giờ hỏi thăm nào, giờ bà bệnh gì? Bệnh cũng thường thường thôi, bác sĩ nói tao ở trong này nó có ghẻ. Trong nào? Ở trong cái phổi tao nó có ghẻ. Phổi có ghẻ? Rồi hứa là sao gái? Sao tao quên hỏi ổng mà. Bị cái gì trong phổi bà? Cái gì đâu ông biết, ông nói trong đó nó lỡ ra. Ai mà biết cái gì? Hỏi đâu bà ơi, bao tử. Bao tử đúng rồi. Bao tử mà bị lỡ là loét bao tử mà nó lỡ luôn à. Sao sao nó loét lỡ cũng thứ nó cho mấy nữa. Mày đặt cái sữa lưng tôi rồi nữa. Rồi sao bây giờ khỏe rồi đúng không? Khỏe rồi đúng không? Đúng rồi. Bỏ nhậu chưa? Không. Bây giờ tao nói mày nghe, bỏ rồi bỏ không nổi đâu, từ từ rồi bỏ. Bây giờ tao đề nghị với mày đó, mai mốt mà từng bắt đầu vô cuộc nhậu đó, mình cứ ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống. Nó nói nghe nè, ủa nhậu hay đi học thêm có 2, 4, 6, 3, 5, 7 nữa hả? Không phải, bởi vì mình nghỉ một bữa đặng lấy hơi lợi rồi bắt đầu mai mình nhậu tiếp nữa. Rồi nhậu siết quá tao làm nổi. Bây giờ nhậu là nhậu một mình đi chứ giờ tôi kẹt công chuyện dữ lắm. Dạo này tôi kẹt công chuyện lắm. Gì dữ vậy mày? Công chuyện trong này. Trời trong ơi này. Công chuyện gì không biết nữa. Trong iPad này nè.
Ai biết là gì? Bà không hiểu đâu, cái le xe tôi biết, chưa gói gọn vô đây hả? Cái le dồ của bà thấp lắm. Bà nói tôi nói bà không hiểu, cái le dồ tôi giờ nó cao vậy rồi, nghe. Tức là tao thấp, còn cái le dồ mày là cao. Đúng rồi. Nhưng mà tao quýnh vô mặt mày cũng còn được nữa. Mày thấy ông Dư sức đánh nè. Thôi lớn mà sung quá rồi, thôi bữa nào gặp đi nói chuyện nha, tôi có công chuyện tôi đi nha. Đúng rồi, mày tới nè. Lúc này bận quá ha. Bận lắm, bận. Bạn có việc là bạn hả? Đâu có. Không có bạn với bà này, mà công chuyện của tôi bận quá. Biết rồi, này bận lắm. Bận lắm. Đại gia. Hả? Đại gia đó. Đại gia cái gì mà đại gia? Đây nè, bà coi nè, tướng tá bây giờ bánh đau không? Ôi trời ơi, đã bắt kiến nó đây giờ tôi quên rồi. Trời ơi, bắt kiến nữa nè, bắt kiến. Ê, bắt kiến một chọt cái đuôi mắt nãy sao trời. Ủa sao bắt kiến gì kỳ vậy? Trời ơi, vậy thôi đeo chi? Để chơi vậy thôi à. À, cho biết đại gia. Nó vậy thôi. Ăn gì cái bụng nó bự quá. Ừ, cao quá. Thành ra nửa tháng này không gặp anh em. Không ơi, công chuyện bận quá. Ồ, thì cũng có dư chút đỉnh nè. Vậy sao? Ừ. Vậy hả? Mày cho tao mượn tao nên đi bác sĩ à. Bà hết bệnh rồi đi bác sĩ gì mệt quá. Đi... Mệt bà quá luôn bà. Nó nghe nè. Dù gì? Ở đời sông có khúc người có lúc. Rồi. Lúc này tôi khổ lắm. Mà mùa mưa sắp tới nhà tôi bị dột. Đó. Thôi mẹ ơi. Tao đau đây tao mượn tôi còn chết đi. Mượn tiền đó nó còn cho nó ở đó. Mà mượn cất nhà. Mình kia đi. Để người ta nói chuyện. Người lớn nói chuyện. Nít đừng như nhỏ. Bạn bè chi kỷ chi cốt mà dạ. Hột muối còn cắn đôi mà. Nhưng mà hột đường đừng có ăn hết nha không? Nữa. Cứ móc hồng tôi hoài à. Có. Ông giúp cho tôi mượn 20 triệu thôi để tôi sửa lại cái nhà tôi. Cái gì? 20 triệu. Anh Sơn ơi. Anh Sơn ơi. Thắng lại. Anh Sơn. Đứng đây là bà nội. Bà lố quá. Anh Sơn. Cái gì vậy trời? Trời ơi, tôi chết rồi. Trời ơi, vợ tôi thấy nó nghe đại gia cái nó ôm xiết kìa. Anh Sơn ơi. Chị bây giờ chỉ có một mình anh có thể giúp được cuộc đời em thôi anh sao? Cái gì vậy? Sao tự nhiên cấp rài cái xóm mình nghèo khó tập thể vậy trời? Anh sao ơi, xin cúi đầu chờ ân huệ. Thôi! Ân huệ gì? Bây giờ em nghèo lắm anh ơi. Em lên trên Sài Gòn mượn tiền người ta em về em sang sửa cái quán em mà bây giờ á bán không được. Trời ơi, bây giờ người ta đòi thôi em. Mày ơi, mày xảo vừa, mày nghèo mà mày đẹp. Còn tao nè già mượn nó còn cho đâu đó mày. Nè bà già, bộ nghèo không có quyền đẹp hả bà nội? Khoan. Cho tôi nói cái. Hồi nãy ông bạn tôi nói là sông có lúc người có khúc. Đúng rồi. Sao cái khúc này sớm mình nghèo tập thể vậy? Bởi vậy. Hiện tại nghèo mà. Bây giờ tôi nói thẳng vậy luôn á. Sao? Khá thì thật sự là cũng có khá. Đó, thấy không? Tao mừng. Tiền thì không có cho mượn được. Ủa sao vậy? Tại sao? Không có tiền. Cái gì mà chửi tôi hoài vậy trời? Chủ nông trại mà không có tiền hả? Thì chủ nông trại. Ủa? Ông biết vụ nông trại hả? Đừng có giấu tôi. Thấy chưa? Trời đất ơi. Tôi biết á, nông trại là nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, trồng bắp là nuôi con cừu nữa đó. Đúng rồi. Nè, con cừu nữa hả? Đúng rồi. Con cừu mà đợi. Con cừu là con gì? Tao đâu biết hồi đó giờ đâu thấy. Con cừu đó có lông. Vậy làm chó chứ rồi sao con cừu? Thôi. Không phải chứ gì? Chị bà mệt cái bệnh. Bây giờ khoan nào, giải quyết cái chuyện này xong đã. Bạn tôi biết tôi có nông trại. Vậy là hôm bữa ai qua nhà tôi thu hoạch cà chua, thu hoạch lúa với lại ăn cắp ba cái thịt heo. Ông phải không? Bậy ghê, tôi mới biết cái thầy đi ghê. Bà trong ai đó. Ê, tao chưa biết cái vụ nông trại, mày biết là mày qua mày lấy dài lấy. Bây giờ cái chuyện mà nông trại là, tôi có nông trại đó. Thì đó có nông trại tôi còn nghe nói á. Bởi vậy tao anh giàu lắm á. Xin ra cho tao đứng gần ông chủ nông trại coi. Không có tiền. Sao? Chờ. Ê, tao quên cái chữ cuối rồi mày. Chửi mà còn có vuốt đuôi nữa. Cái đó nó ngân lên chút vậy thôi. Không có tiền thiệt. Không có tiền sao mở nông trại? Không có tiền sao mở nông trại? Cái gì vậy trời? Mày làm gì á? Mày trồn quá. Trồn quá tới đầu tao dữ vậy? Tại vì bà thấp quá tôi. Đây. Muốn coi nông trại phải không? Thôi bây giờ nè, tôi nói thẳng anh luôn nha. Anh cho tôi mượn tiền không? Tiền đâu mà cho? Bây giờ thì không cho phải không? Giặt mặt luôn, tôi nghe nói rõ ràng. Nói đi, nói bà đi. Anh nè, anh có một vườn nho đúng không? Trời ơi, có nho. Một vườn nho sắp bán cho Pháp làm rượu nho nè. Trời ơi, ha, mở rồi tiệm rượu mà không cho tiền. Chưa, còn có một vườn gì à, mắc ca.
Mắt ca tôi nghe nói là bán mắt lắm, một ký nó đâu là mấy chục ngàn đô lận. Trời ơi, sao cái mắt ca là nó sẽ ta lên nó trầm mắt nai nữa. Nai gì bà nội? Mắt nai bán mắt lắm. Mắt nai là cái gì? Mắt nai ơi, xin đừng đi với em. Bà có thằng nào cũng luôn. Nhỏ đó, khùng dễ thị đó. Cái già có đây khùng khó chạy nghe. Vậy hả? Không có gà, già chỉ có điên thôi chứ không có khùng. Khùng là mấy nhỏ đây khùng, chứ già thì chỉ có điên thôi chứ hay quên. Nè. Điên khùng để sao bây giờ tính cái chuyện này trước. Bây giờ mày không có để nhớ con. nhớ nữa. Nông trại đi. Nè, nông trại đúng không? Bây giờ không cho mượn tiền mà cho nghĩa qua cái nông trại thôi. Dắt này, dắt đi coi, dắt đi coi. Được, được rồi, cho anh em mừng thôi. Rồi, cho anh em mừng. Rồi, đây. Đi. Đi đâu, không đi đâu, đứng đây. Mở cái này ra là có liền. Dạ con rồi. Ở không có giết tưởng đâu ai giật đồ không có trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Mày làm gì vậy? Cái gì vậy? Để cho bà ăn sắp chết rồi. Cho bò ăn cái gì? Bởi vì bà nấu bà bây giờ. Bây chưa là trời ơi. Vậy là ba mày có bò mà giờ mày cho bò ăn hả? Con có cừu không? Có. Có con cừu được đó luôn nữa. Con có trong cái đồng bắp không? Có luôn. Có luôn thấy chưa? Giấu hả? Quá trời không? Đó. À, bởi vậy ta nói nó trồng mấy cái này nó ăn với lại sữa bò rồi nó uống đó. Cho nên cái mặt nó bự, thiệt là bự luôn á, mày thấy không? Trời ơi, đã nói rồi. Một mình hai cha con mình thì giờ xài chung một cái nông trại thôi. Cái gì đâu mà cha một nông trại rồi con một nông trại mới xài chung. Trời ơi, còn giàu dữ nữa, trời ơi. Còn giàu dữ nữa. Trời ơi. Hai nông trại luôn. Thằng nhỏ bị lớn gì mà đã là chủ một trang trại rồi. Ủa mà sao này nó có nông trại mà sao nó ốm quá ha? Ai con sao? Nông trại của con ở đâu? Mở ra cho coi đi, mở ra cho coi đi. Cái gì? Bò chưa có sữa hả con? Cái le dồ nó thấp chủng mà nó khoái chơi lắm. Cho mấy nè. Là sao? Đâu con mở coi. Đâu đâu, cái gì vậy? Mình mình truyền hình trực tiếp luôn đúng không? Mày đứng ra tao coi chút coi. Cái gì vậy? Sao tao coi được? Đó, đây là bò của con nè. Trời ơi đẹp, trời ơi dữ quá. Có trời của con nè. Ủa là cái là game mà. Ủa thì game. Cái gì vậy? Chứ cái gì vậy? Ủa không có nông trại thiệt ngoài hả? Ở đâu mà ra? Ủa không có vườn nho hả? Thằng này nói. Ở đâu mà ra? Thằng này nói. À nói là trong game đó ông nội. Trong game á? Trời ơi trời. Ruộng vườn không có làm, bày đặt nó lên nông trại. Nông trại gì mà không có thấy trong cái mấy game mà trên nông trại. Thôi đi ông ơi. Thôi mai mốt đừng rủ tôi nhậu nghe. Tôi không có tiền bao nữa đâu nghe. Trời ơi trời. Đại gia, tôi mới đại gia thiệt là đại gia trong game. Trời ơi trời. Bảo vậy, xạo xạo không à. Trời ơi trời. Nghĩ sao, nông trại ảo mà cũng bà già. Trời ơi trời. Sao mà bữa nay nó ế quá trời quá đất, ế thê thảm luôn. Sáng giờ tôi không có bán được một cành hoa nào hết à. Trời ơi, tôi giả bộ để gì cho câu khách ra, để cho ta coi như có người mới uống đó. Vậy mà vẫn ế à. Tôi ghen quá. Sáng giờ bán được có nửa ly sinh tố à. Cái gì? Cái gì mà nửa ly sinh tố là sao? Thằng học trên nó đi học, nó tưởng nó có đủ tiền lại, nó có đủ nửa ly nước khế ép à. Phải bán nó chứ sao? Vậy mà rên cái gì? Sao mơ vợ bán được con gói mì gói rồi ta có nói tiếng nào đâu. Tôi không có một cành hoa nào hết á. Ờ. Nói thiệt. Không bán được cành hoa nào hết hả? Ế một cái cách không tưởng tượng được. Yên tâm đi. Bữa nay thế nào khu phố mình cũng có người qua đời rồi mua hoa ép. Vô duyên không? Ôi mệt quá. Ế sao mà ế khu phố mình ế. Anh ơi. Sinh tố gì? Mua mì nha. Ờ? Mua bánh nha chú. Em trai. Bánh nè. Uống gì? Sinh tố nào? Nước. Bánh nè. Thấy nha chú. Bánh nha. Mì nha. Anh ơi bắp cải đi. Lấy cái đó gì? Các ôi. Người có xin phép dọn dẹp sạch sẽ hết chưa? Ủa gì xin phép ai? Ủa vậy là dẹp gì? Cái gì? Sao vậy? Tôi xin thông báo. Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Ngày gì? Khu phố này sẽ ghi vào trong lịch sử.
Hả? Ghi dữ vậy? Ghi vô đâu? Ghi cái gì? Lịch sử, mà ghi cái gì? Một ca sĩ đăng lên. Hả? Một nghệ sĩ đang hot. Một nghệ sĩ đang hot hả? Đúng. Ờ, một nghệ sĩ đang hot, nghệ sĩ nào vậy? Bí mật. Ngài nghệ sĩ đó có phải là Thanh Sang, Lệ Thủy hay là Thanh Tuấn không? Hay là Ngọc Giàu Kiều Mê Lý? Phải đâu. Thôi, tôi xin giới thiệu. Tôi là đạo diễn. Đạo diễn gì? Đạo diễn rất là nổi tiếng. Gì cái gì? Nổi tiếng dữ lắm. Tôi tên Thanh Tuấn. Trời ơi, tên ẩn dài nữa ha. Giống Thanh Tuấn quá. Thanh Tuấn. Mà ông này cũng đẹp trai quá. Bự con quá. Anh có vợ chưa? Trời ơi, đạo diễn trẻ như vậy, đang nổi như vậy làm sao có vợ được? À, có nghĩa là đạo diễn đang nổi là không có vợ được hả? Đúng rồi. Nhưng mà nghệ sĩ nào lên đây vậy? Đón tiếp ai? Ca sĩ Thanh Mây. Thanh Mây là ai vậy? À, con nhớ rồi. Thanh Mây có đóng phim. Bà Sáu, hôm bữa con bà Sáu coi, bà Sáu nhớ không? Bà Sáu nói với con là tên gì à? Đen Đen cái gì mà Dân... À, Dân Đen. Dân Đen, trời ơi, đóng phim gì? Nó ra nó đóng có chút xíu, ông Mạnh, quay nhất mắt thì bà luôn. Không. Con này nó bán bún bò. Không ra đầu đường. Ừ, vậy đó hả? Trời ơi, rồi cái nó bị đuổi nhà. Cái nó có chút đỉnh tiền, cái giờ nó thanh mây. Không đâu. Người lắm rồi. Làm đó. Sao? Thanh Dân Đen bún bò ngày xưa vậy đó, chết rồi. Trời ơi. Có nhớ tôi có đi đám ma nó không? Không nghe gì hết vậy. Không phải, ý của tôi á là cái tên đó không còn nữa. Thì bây giờ là chỉ còn là ca sĩ Thanh Mây thôi. Anh đổi tên phải không? Đúng rồi. Vậy đổi đại đi cũng... À. Nè, Mây với Dân là cũng vậy, nó bay về tôi. Rồi nó mưa xuống hết, bà nó cái vụ Dân rồi. Thôi bây giờ vậy. Sao? Tôi xin mọi người chuẩn bị đồ ăn thức uống hết đi. Gì? Một hồi là giờ dân chúng lại coi đông dữ trời lắm. Phải vậy không? Ừ, phải bây giờ chuẩn bị đi. Nè. Mình chuẩn bị rồi, bây giờ ông đi đâu? Chừng nào cô Thanh Mây nó mới tới đây. Chút xíu tới liền. Tới liền hả? Ờ. Trời ơi. Nè, bây giờ liền. Tôi xin thông báo cho mọi người biết chuẩn bị nha. Bây giờ tôi phải đi ra ngay. Đi chuẩn bị đón tiếp. Đúng rồi. Đi. Rồi, đi nha. Alo. Hai. Alo. Cho tôi ra mà hai cái xe công. Chuẩn bị đi. Hai cái xe công container hoa gì đó, hoa hồng đi. Ủa không có hả? Không có hoa hồng vậy là hoa cứt lợn cũng được. Hoa đó nó đẹp. Mà nó có cái mùi hôi thôi. Cũng không được đó hả? Bây giờ ít lắm hả? Còn có chục mấy bông mầm hả? À, nhớ nha, tôi ra tôi lấy hết trơn đó nha. Nếu mà không có là làm chết với tôi à. Alo. Tôi chuẩn bị nè. Được rồi, tôi ra tôi lấy liền. Alo. Cho tôi gấp. 100 kg bơ sáp. Loại bơ Bảo Lộc nha, xoài nha. Xoài cho tôi cũng 100 kg luôn. Đu đủ nha, 100 kg luôn. Sữa hộp Đông Thọ nha, 100 hộp luôn. Đường 100 kg luôn. Chuẩn bị đón tiếp mọi người, một ca sĩ nổi tiếng tới đây nha. Gấp nha, chở liền cho tôi nha chưa. Mày lấy điện thoại cho má đi. Cho tao kêu, tao kéo đồ lần gì bán cho đến tôi thu xúc người ta sao được. Trời ơi, lấy hàng thì phải lấy thêm chứ con. Trời, bán chị này trúng mánh dữ lắm nè. Alo. Bánh ngọt, bánh mặn gì đem tới hết cho tôi đi. Mà ăn trong một ngày thôi nha. Đừng có ăn qua tới ngày thứ hai là chết bà tôi luôn đó ha. Chết tới liền nha. Tôi nhớ rồi, vậy chưa? Rồi, khu phố mình rồi. Sắp ngon rồi. Rồi. Khu phố mình là đón tiếp một nhân vật quan trọng. Trời ơi. Nghệ sĩ Thanh Mây. Nè. Vậy? Ông có cái nhíp cho tôi mượn đi. Có búa đập đá chịu không? Trời ơi, búa đập đá làm cái gì? Tự nhiên ta bán nước mà ở đâu mà thẩm mỹ viện sao có nhíp? Trời ơi, tôi nói ông nghe, trong cái thời phút quan trọng này tự nhiên cái cọng bạch kim nó lòi ra nè. Bạch kim là gì? Nè, cọng bạch kim nè. Trời ơi, cái đồng lòng lại nè, cọng bạch kim.
mệt bà ghé tao đi nhỏ bạch, cho tao nó nói gì bạch kim chứ mình nói tóc bạc nó già muốn chết sao được cho bà còn trẻ sao vậy tao nhỏ cho trời ơi tôi đi hai cái bàn tay của ông đưa vô hư cái mặt của người ta trơn à mà tôi nói thiệt với ông nha tôi với ông á là ông là nam còn tôi là nữ ha nam nữ thụ thụ bất tương thân ông biết không ông tới gần lỡ tôi có bà ghê hôm nay chúng ta được đạo diễn Tuấn Thanh Tuấn nói là sẽ chọn một cái người để đóng cặp với cái cô nghệ sĩ Thanh Mai bởi vậy tôi nói ông nghe bây giờ tôi phải đi liền bây giờ mới được để hay mình biết đi đâu không biết tôi đi đâu không mà chuẩn bị hơi quá nha hơi quá thiệt đó nè bây giờ đâu? Tôi đi mắc cấp để chi vậy được rồi trời ơi đâu có được mình phải đẹp lên mới được chứ phải bà gì là cỡ bà gì đó là Hà Tăng Hà Hồ không bằng bà trời ơi vậy sao tôi mà đẹp bằng Hà Tăng Hà Hồ được hơn đó sao hơn thiệt á vậy là tới Tăng Hà Hồ gì Hà Hồ thua bà luôn thua luôn bởi vì bà là Hà Bá phải cái gì tôi đi một chút xíu tôi về không đẹp hơn tôi chịu tội đi về liền nha không chưa từng thấy đi đẹp quá đẹp làm sao tôi bán hết cái này bữa nay là đã rồi còn được đóng với Thanh Mây nữa tôi sẽ được chọn là người diễn với Thanh Mây hay quá còn bà là background cho tôi đúng quần chúng đằng sau lưng đúng rồi ông đẹp quá ha quá đẹp nay đẹp thiệt phải không đúng vậy mới được đóng với nghệ sĩ chứ đúng mình là nghệ sĩ mà ô gì á Vinh kia Ái mộ cho rồi, sợ lắm. Nè, mấy chú nè, nhớ chú không? Dạ không, trời ơi, ai mà giống như là quỷ già sống lâu năm vậy? Trời ơi trời. Đất ơi. Chú, hồi đó với chú bán nước mía, cái con nhỏ mua thiếu ngoài đó. Ôi không, trời ơi, may làm sao mà uống nước mía mà còn mua thiếu nữa. Không bao giờ may uống cái loại nước trần tục đó đâu. Thôi được rồi, qua thì nhận, nhưng mà đuổi ông đi, nghe mùi bã mía quá. Đi. Sợ quá. Tất cả tập trung che nắng cho chị sợ đen. Trời ơi, rồi ông Tấn đâu rồi, ông Tấn đạo diễn đâu rồi? Trời ơi, ông Tấn ơi, sao ông nhởn nhơ vậy, cà lơ phất phơ vậy? Ông chọn cái bối cảnh gì mà từ đó đi vô đây tôi toàn là ổ gà, tôi đi tôi muốn chết luôn à. Đâu, em. Hả? Cái chỗ này á là cái nơi em chôn nhau cắt rúng. Anh tìm hiểu rất kỹ, cho nên anh mới chọn chỗ này làm bối cảnh đó. Trời đất ơi, nếu mà anh không nhắc thì mày đâu có nhớ là mày đã từng ở chỗ này sao? Trời ơi, chỗ gì đâu mà nghèo hèn lạc hậu, người thì già nua không có năng động gì hết trơn vậy. Trời ơi, làm như tôi lạc. Không, mày có ghế của mày rồi. Ghế mày nhiều màu lắm. Trẻ ghế cho chị. Cái gì vậy? Trời ơi, thì banh ra đi, bà đặt sọt làm chi? Mở cái cầm hoa cho chị, đỡ mây ngồi. Sao thấp dữ vậy trời? Giống ngồi làm móng tay vậy. Uống nước gì đi. Dạ, chú có nước gì? Đủ loại, có xoài, có bơm, có cam, có đủ loại hết trơn, uống nước chú gì? Bán phong phú quá. Cho cháu một ly nước mưa. Dạ, con. Ủa sao uống nước mưa? Tại vì nước mưa là một loại nước tinh khiết. Mình uống như vậy mình không có bị trúng độc. Ai mà biết được người già ứa hãm hại trẻ con. Trời ơi, quá đáng. Trời ơi, chảnh quá trời chảnh được rồi. Có nước mưa. Nói vậy thôi chứ mày có nước của mày, nước mày đâu? Đây, uống nước mưa, có nước mưa. Tao không uống. Mình lớn lên từ đây, mình uống nước mưa như hồi nhỏ mình tắm mình uống nước mưa hoài đúng không? Uống đi. Ê gì mày tao đập tao cho. Để tôi đưa cho mày. Làm gì? Không, đây đưa qua đây được rồi, tôi đỡ tôi cho đưa mày. Có độc. Trời ơi, độc gì mà độc. Nhiều khi đưa tay qua, tay di trùng nhà của chồng. Mày uống nước mưa hả? Chẳng mày cố. Trời ơi, phải hòa mình hả?
Hộp ghe đỏ hồng ngon lắm đó. Sao vậy? Ngon lắm à. Trời ơi. Là... ngon lắm cho nên Hào không có uống nhiều được. Kìa kìa, em sao lại uống nước mưa? Trời ơi, em muốn hòa mình vào quần thầy quần chúng. Tự nhiên phản ứng kỳ cục à. Trời ơi, cái nước mà chính bàn tay anh chế tạo cho em đâu. Cái nước đó là mấy quỷ đi nó uống hết rồi. Trời ơi. Mấy thằng thiệt. Mấy quỷ nè. Thôi. Áo hại nha. Thôi. Rồi bây giờ sao? Bây giờ em diễn cái gì đây? Nhân vật hiền lành mà để tôi bắt chước đâu rồi? Nhân vật hiền lành đâu? Rồi, nhân hiền lành đâu? Tôi nè. Đây được không? Đây là hiền lành nè. Trời ơi. Nghĩ sao mà hiền lành tóc đổ quét vậy bà? Đó là gì nhuộm để cho nó tinh khiết á. Trời ơi. Anh làm ơn kiếm giùm tôi người khác đi. Đó anh này mà... được không? Trời ơi. Người khác đêm tối anh giới thiệu cho tôi người khác anh nói rồi mà. Để tôi rồi? Giới thiệu cho. Hiền lành phải không? Đúng rồi. Hương ơi Hương. Dạ. Con đâu rồi Hương? Đỡ chị vậy? Cầm nóng cho chị. Đây này con. Đỡ chị vậy? Hiền lành là đây. Người phụ nữ hiền lành. Ủa? Chị Mai. Chị nhớ em không? La vừa vừa thôi để cho ta nói mày dư hơi quá. Từ từ con, mấy thằng này nó như khùng vậy đó. Chị, hồi trước á chị hay giao bún bò cho em á, chị nhớ không? Ờ, giao có giao bún bò hả? Dạ. Ờ, chắc chị nhớ đó. Dạ. Ờ, em là Hiền Diệu đó hả? Em là nhân vật mà để chị sẽ bắt chước đó hả? Dạ. Em sẽ giúp chị đó hả? Ờ, nếu vậy là chị nhớ rồi. Ờ, nha. Dạ. Trời ơi, vô hồn, vô giết. Dạ. À. Sao mày gây lộn với bả hoài vậy? Tao bắt vậy? Bà cứ nắm tay chị hoài kìa. Trời ơi, bà nắm tay tao thì cho bà nắm. Nói chuyện với tay vậy rồi sao? Thì tao lôi vô mày cho trẻ rồi này, thôi tao chùi hết rồi nè. Bây giờ mày nắm tay đây không cho phải không? Giờ tao nắm tay mày được. Đi theo bên cạnh tôi là toàn vậy không nè. Tao được rồi anh Tuấn ơi. Cái gì? Hả? Bây giờ tôi phải diễn làm sao? Tôi diễn vai gì anh nói đi. Bây giờ em diễn cái vai. Sao ạ? Hiền lành. Có à? Gái nhà quê. Hiền diệu. Có. Nghe. Phải không? Ờ. Hiền lành. Ờ. Nhà quê. Ờ. Nghèo không có chỉ giá lại luôn nè, thấy không? Nghèo tâm lớn hết trơn. Này có cái giống gì nguyên vẹn vậy mà không nghèo trời. Vậy mà màu sắc quá. Ông cái này là như là thiên thần á. Nghèo thiên thần. Nghèo trời thần ơi, nghèo vậy mà thiên thần. Ý bà nói nghèo cõi trên hả? Cõi trên. Vậy là bà không được hả? Thôi không được đâu, em phải bộ đồ khác đi. Bộ khác hả? Ừ. Cái bộ nào đâu. Thôi được rồi, em có. Trời ơi, có cái này phải không? Lột cái này đi trao đổi. Đưa cái đó cho chị đưa cái này cho em. Nhanh đi cưng. Nhanh đi, không còn kịp nữa. Em nhanh đi. Mượn á nha. Trời đất ơi, chứ ai lấy cái mà ba bạn chi. Trời ơi trời, cho chị mượn đó nha. Mặc đi, cái áo nổi tiếng học mặc. Tiếp coi, đứa nào tiếp coi. Trời ơi, mấy bay đứng nhìn hoài à. Trả tiền cho bay đứng nhìn hả? Rồi, đó. Trời ơi, sao mà nó không có giống ai vậy nè trời. Vô đi, dạ, chị biết cha. Chị đi vô đi ra hoài vậy. Trời nắng. Mệt ghê á. Rồi bây giờ diễn sao? Bây giờ diễn sao? Bây giờ em muốn diễn cho giống gái miền quê á. À. Thì đó, thì em hỏi người lớn nè. À. Rồi em tập em giọt nè, diễn làm sao cho nó giống đi. Rồi tôi mượn chú ơi, chú làm ơn chú bán tập quá đi. Em bán tập quá, chú đi ngang đi. À. Tụi bay giang ra coi làm cái gì mà nhoi như dòi vậy? Cái gì vậy? Che nắng cho chị. Trời ơi, bảo vệ tôi đang diễn, xích qua đây đi. Ra bảo vệ gì bán kia. Bán tập quá. Sợ dù á chị. Tụi bay để dù đó đi. Rồi. Em bán tập quá nha. Em bán em tập quá thôi. Nha. Tụi bay đứng gì không ai dám mua đồ hết trơn rồi. Anh ơi. Anh đây. Anh ơi. Hả? Anh vào quán em đi. Hả? Quán em có đủ thứ hết trơn á. Bán gì vậy? Anh muốn trả nhiều trả bị đang ế quá mà. Anh ơi. Trời đất ơi, bà bán tập quá, bà bán gì mà bà lả lơi thế ớn luôn à. Chị ơi chị, bán không có bán vậy đâu, không có chèo khéo khách vậy đâu. Chị bán sao? Ví dụ như chú cái đi ngang qua. Cái này ta tưởng bán cái khác á. Chú đi ngang qua, chú cần gì không mua một con đi chú. Thấy chưa, thấy dịu hiền chưa? Hiểu rồi. Được rồi. Bán cái gì khác chứ không phải bán tập quá đâu. Rồi, bán lại. Chú tập quá quá trời nè, chú quá trời luôn nè, đã quá trời luôn, đầy đủ hết trơn nè, mua giùm tập quá đi chú đi chú, quá trời luôn nè chú. Chị, cái tông của chị thấp xuống. À, tông phải thấp xuống. Dạ. Hồi nào giờ lên không có xuống được. Nhỏ nhẹ thôi. Đó lại nè. Tôi không diễn với ông này đâu. Không vậy. Ai biểu già mà còn
mày đặt nhiều tóc nữa diễn không có được. Hoàng ghê lắm. Anh chết. Anh thấy em bắt. Ủa sao giống giống thằng mày chưa? Cái giọng nói rất quen mà người lạ quắc vậy trời. Em nè, sao trời trời đó quên hả? Trời đất ơi, bà làm gì đen thui vậy? Trời ơi, mất chấp cả mấy tiếng đồng hồ đó. Má sao thấy ghê quá vậy? Mày có vậy? Thanh Mây không? Thanh Mây đâu có vậy. Chứ sao? Nè, Thanh Mây ta trắng bóc rồi bà ơi. Trời Phật sáng trời ơi. Cái này Thanh sao hồi xưa nó đen thui mà sao vậy? Trời vậy là hố hàng rồi chết chắc. Thôi bây giờ để tôi ra. Trắng với đen là chuyện bình thường nha cô nha. Bây giờ á là khoảng chừng mấy ký xà bông đó chứ thêm vài giọt mà để tẩy la bô đó là nó trắng queo liền nha. Thôi vậy cho để tôi đi qua kiếm mắt cắp lại cho để thôi cái mặt gì mình hố hàng quá. Thôi lỡ thôi đi. Sao vậy? Lỡ tôi thấy, rồi. Thấy như vậy mà không chừng tôi có cảm giác hơn đó. Được không? Tôi nhìn bà đen không chừng tôi diễn tôi lòi ra được cái hiền diệu đó. Ôi trời ơi. Bà diễn chung với tôi đi. Cảnh là bà mua tập quá. Nghe đi. Nè nè nghe. Đi. Xẹt qua xẹt lại cũng thấy cái hình của tôi đó nghe. Đúng rồi đó. Bây giờ đó. Mai được đóng phim đó. Được đóng phim nha. Rồi đi đi. Chị. Chị rảnh không? Em biết chị rảnh mà. Em mời chị vô đây. Em nè chị. Em có nước ngọt. Em có bột ngọt. Em có bí đao, em có cải. Em có đủ thứ hết trơn, chị muốn mua cái nào? Chị muốn mua cái nào em chọn cho chị cái đó bảo đảm như lòng. Trời ơi. Anh nên ráng lẽ hẳn nó mới mua đâu. Trời mà thấy sao? Em ngọt ngào quá cái thôi là muốn mua liền à. Dạ, mua giùm em đi. Cho chị một cái gói xà bông này đi. Dạ. Cái gì vậy bà nội? Xà bông 500. Nguyên một cái hàng người ta bán từ sáng tới giờ bây giờ có được mua bịch 500 này cũng muốn chết là sao lỡ rồi đó là tiền bạc đó mà tôi đền vô. Mà mua kiểu vậy vậy bạn phải mua mấy bịch 50 bịch 10 bịch cho người ta và mua cái bịch đi sao đều này 500 này cho biết. Chị sao? Sao vậy chị sao? Hả? Nó khùng. Em nhiều cái dai vậy mà em không giữ vậy làm sao ra dai? Trời ơi thôi mệt quá đi tôi không có hiền nhiều được đâu. Bây giờ tôi bán sao tôi bán thì tôi muốn người mua phải mua thiệt nhiều. Không mua là tôi chữ, không mua là tôi chữ. Nó diễn phải sáng tạo vậy đó. Chứ tự nhiên không mua cái cam chịu. Đó là cái diễn có một chiều, tôi muốn diễn 2-3 chiều. Em à, bây giờ em muốn diễn một cái ban nào đó, em phải luyện tập bỏ thời gian ra. Luyện tập diễn nó mới hay. Đúng rồi. Thôi bây giờ em ở đây nha. Bây giờ cô nhờ cô với cô đây. Ở đây luyện tập của với em này. Tiền công bù lao á, con bù rất là nhiều tiền nha, con trả rất là cao nha. Thôi Tân Mây, bây giờ anh mượn cái chìa khóa xe đi. Anh ra ngoài kia anh nằm nghỉ chút xíu, rồi anh viết kịch bản thêm cho em cái phần cuối. Mệt quá à. Thôi được rồi, cho anh mượn đi. Cho mượn chìa khóa nha. Rồi, ở đây nói với người ta chỉ tôi diễn đi. Thôi được rồi nha. Tiền bạc thành vấn đề. Đúng rồi, cô chỉ giùm cô nha. Thôi anh đi nha, đi nha, anh đi nha. Viết nhanh nhanh vô. Rồi, viết rất hay đàng hoàng. Mệt quá. Đi nha. Đi đi. Rồi sao? Nói rồi đó, lát đưa tiền vô dạy tôi diễn đi. Chị phải làm nhẹ nhàng thôi, chị phải diễn cho tự nhiên. Trời ơi thì đó tự nhiên rồi đó, bùng phát lên cũng bị la, rồi tự nhiên cũng bị la, cái gì cũng bị la hết. Trời ơi, cái ngày cô bùng phát cái gì, cô chửi lộn người ta như tát nước vô mặt rồi bùng phát cái gì. Trời ơi thì phải có bức xúc chứ, mua bác cực khổ quá bà, mời muốn chết luôn. Tự nhiên mua bịch bầu, gọi đầu 500, trời ơi nổi điên không. Thôi tôi không làm nữa đâu, ai làm đi, tránh chỗ rồi ngồi coi. Thôi bà mới bị trái mặt, vô bà ngồi nghỉ đi. Cái này ra đây, đi ra chị trả tiền. Cái gì vậy làm gì, ta nhìn vô ta tưởng mình đánh ghen giờ đẹp lại. Chị buông ra đi, em không có dạy chị được đâu. Cái chất của chị không bao giờ đóng được dây nghèo. Chị đừng có tưởng hả, chị đem tiền ra là cái gì cũng được đâu. Không được, em không dạy chị nữa. Trời đất ơi, cái gì vậy trời, cái xóm này làm như bạo động hay sao á. Trời đất ơi, tiền bạc đem ra rải để mà giải tôi diễn thôi, tự nhiên thì cứ giải đời tôi hoài làm sao vậy trời ơi, sao giải. Thôi được, tôi mệt quá rồi, bây giờ mấy người này tôi giải quyết không nổi, kêu đạo diễn vô đi. Đi ra, tụi bay đi ra kêu đạo diễn vô, nhanh lên đi kêu đạo diễn vô. Lái xe đi đâu rồi? Lái xe đi đâu là đi đâu? Điện cho ổng ta về coi, điện ổng về giải quyết ba vụ này coi. Đạo diễn là bỏ đi đâu ra viết kịch bản. Chị ơi, chị gì? Cái chiếc xe của mình đâu mất tiêu rồi. Mất tiêu thì trả lấy chìa khóa đó. Ông lái xe mất tiêu rồi. Điện thoại coi. Điện thoại của chị đâu? Bỏ cho cái bóp ông lấy thôi. Trời ơi, điện thoại trên bóp trong bóp. Sao được đâu, tụi bay cũng đâu đứa nào có cho mượn điện thoại không già. Rồi, tôi cũng mượn điện thoại. Này, nhanh đi. Trời ơi, sao mượn mà cũng mày đặt lâu nữa, mệt ghê á. Trời đất ơi là trời. Cái gì mà đòi đấu hiện ra hiện. Ai biểu? Nín coi, tao đang nghe điện thoại mà cứ mệt ghê. Trời ơi, nó tò tí te tà te rồi nè. Trời ơi, ủa chị làm sao?
Ủa là ăn sao? Trời ơi, hư điện thoại ta nữa. Tôi đền cái khác mệt quá à. Dùng sao chị? Ủa là ăn sao? Trời ơi, đạo diễn lấy xe lấy hết là làm sao? Rồi mà điện thoại ở e có nghĩa là nó lấy xe, nó lấy luôn điện thoại, nó đi mất rồi. Rồi, bị lạc rồi. Mà cái nhà anh cha nó ở đâu? Đâu biết đâu. Trời ơi. Không biết. Không biết hả? Thì đâu biết đâu là ổng đem tới, ổng giới thiệu, ổng đưa cái cặp cassette ra, ổng là đạo diễn. Rồi ổng đưa một số cái video clip, ổng đưa cho coi. Thì thấy là toàn là mà nổi tiếng ở trong không à. Trời ơi chị, trên mạng video clip có đầy luôn. Ổng đào về cái ổng để tên ổng vô là rồi. Cái mạng là gì, ai biết mạng là gì? Trời ơi. Mạng nào vậy, mạng nào mà nó gan quá vậy, nó ra nó là mạng nào mà đào xuống vậy? Bây giờ sao, anh đưa nó cho tiền chưa? Đưa rồi. Nhiều. 5.000 đô. Trời ơi. Rồi, nó đi luôn rồi, không biết nhà cửa nó đâu hết phải không? Trời ơi, chạy rồi. Chạy gì bỏ vô xuống máy đấy. Tiền của em sao? Hả? Tiền tụi em sao? Chị muốn sao nè? Ai vậy cho tôi tin? Bây giờ tôi nói cho em nghe. Tiền mất tật mang. Bây giờ mình phải trở lại chính mình. Biết không? Chứ mình nghe nó lường gạt, nói ngọt, nói bùi gì rồi nó lấy hết của mình nó đi. Bây giờ là sáng mắt ra chưa? Dạ rồi. Bây giờ ý sao nói vậy nè, con người đừng có mong là đem tiền bạc ra mua cái này mua cái kia, tham danh vọng không được đâu. Không được cái gì đâu. Phải trở lại là chính mình. Đúng vậy thì thôi. Mới hiền hòa được. Mới hòa nhập với mọi người được. Hiểu không? Hiểu, con sẽ trở lại chính mình. Nhưng mà cô cũng phải hứa với con, cô cũng trở lại chính cô. Trở. Vậy mới là bà đó. Chắc còn ốc nữa. Vậy mới là tôi nè. Phải trở lại chính mình. Mày cũng vậy. Đúng căn nhà này rồi. Đúng như miêu tả, có quán cà phê sinh tố nước ngọt. Con hẻm này, con hẻm kia mấy cây cây. Ồ, vậy là môi trường sinh thái ở đây quá đẹp. Căn nhà này rất tiện nghi, rất ngon lành. Anh ơi, trời như tôi như vô hình vậy trời. Anh ơi. Tôi đây. Anh thấy em không? Thấy. Trời ơi, anh thấy em mừng quá, từ nãy giờ em tưởng đâu em vô hình, anh không thấy em chứ. Ý cô nói cô là ma đó hả? Không, em là người. Anh đi đâu đây? Tôi đi coi nhà, tôi mua căn nhà này nè. Coi nhà? Ừ. Trời ơi, đúng quá, ngồi anh. Cho tôi gặp chủ đi. Dạ, em chủ nè anh. Ủa, chủ đây hả? Dạ, anh ngồi đi. Em nước anh uống gì? Rồi. À, cho tôi ly chanh muối đi. À, không có anh, cái đó em không có. Nước dừa? Dạ, không có anh. Trà đá? Dạ đây em cũng không bán nước trà. Vậy chứ cô bán gì? Cô đừng có nói là cô lợi dụng, cô kinh doanh cái này là cô bán. Ê, bà. Em bán nước ngọt. Nước ngọt phải không? Còn nước ngọt không, uống nước ngọt mà em nha. Rồi cho ly hàng lon nước ngọt cũng được. Cô bán đây lâu chưa? Dạ. Bán lâu rồi phải không? Dạ bán lâu rồi. Cái nhà này tôi cũng rất là thích. Nói thiệt với cô là tôi tính mua nhà này nè. Tôi cho mấy đứa nhỏ con tôi nó lên đây nó ở đây nó học. Chứ ở dưới xa xôi quá. Dạ. Anh biết không, cái nhà này nó đẹp lắm anh ơi. Anh nhìn bề ngoài nè, nó vậy nha. Ở trong hả, nội thất nó là bá cháy luôn. Bá cháy? Bá cháy, bề ngang 5 mét, bề dài 10 mét nha. Ở trong nó là 6 cái phòng ngủ, 12 cái toilet. Ủa sao ăn ngủ ít mà đi toilet nhiều vậy? Không, tại vì biết là em bán cà phê mà trước đây nè anh. Cho nên là xây toilet nhiều ở trong để có gì mình đi toilet luôn mà. Cho khách đi luôn. Vậy là cho thuê đúng không? Dạ, cho thuê toilet luôn. Tôi hiểu rồi. Cái căn nhà này á, thật sự ra coi. Một cái tầng trệt. Dạ. Một lầu. Rồi có trên có sân thượng nữa. Dạ, đúng thôi, rồi. Ba anh em nó ở vậy là tôi thấy yên tâm rồi. Dạ. Một cái khu phố này có cây xanh, cũng mát mẻ như vậy là quá tuyệt rồi. Quá tuyệt vời, ở đây là cái không khí nó trong lành dữ lắm luôn á. À, bây giờ cô là chủ nhà thì cô cho tôi vô xem nhà được không? Ai? Cô. Chủ gì? Chủ nhà.
Dạ không phải anh. Chứ cô chủ gì? Em chủ cà phê. Ôi trời, sao cô nói ngộ hả? Tôi cần gặp chủ nhà để tôi vô tôi xem nhà. Không, mà chủ nhà đi rồi, em chủ quán cà phê. Chủ quán cà phê thì mà dính dáng cái gì tới đây, tôi muốn xem nhà mà. À, muốn coi nhà để mua đúng không? Ừ. Bán rồi. Trời. Bán rồi hả? Bán rồi. Người ta đặt cọc rồi hả? Mới nãy nửa tiếng là đặt cọc luôn rồi đó. Thôi tiếc quá. Tiếc quá. Thôi tôi xin phép tôi đi về. Anh. Hả? Về hả? Ừ. Trả tiền anh. Tiền gì? Nước. Chai này tôi chưa uống, ly nước vẫn còn y nguyên. Nhưng mà anh kêu ra rồi nè, thì giờ tôi khui ra cho anh uống thôi. Trời ơi, đừng có khui đi. Đừng khui. Trời ơi, ép uống. Uống mềm cái anh. Dạ rồi, 10 ngàn anh ơi. 10 ngàn? Dạ, chai này 10 ngàn. Thôi được rồi, thôi rồi. Tiền em tiếp nữa 3 ngàn. Tiền thông tin 2 ngàn nữa là 15 ngàn anh. Ủa, thông tin gì? Thông tin nãy giờ em trao đổi với anh về căn nhà này nè. Nhưng mà người ta bán rồi, tôi đâu có cần thông tin đó, tự nhiên cô trao đổi là sao? Thôi anh đừng hỏi lần nữa thiệt, em khổ tâm á. Anh hỏi cái em trả lời hoài, giờ có 5 ngàn anh bo em luôn cho rồi đi. Bo cô á, để không bao giờ gặp mặt cô nữa. Dạ, cảm ơn anh. Tuyết thiệt, căn nhà thiệt ngon. Anh nghe. Kêu đợi thối tiền phải không? Có, uống em hết đi chứ để bỏ uống chó nó uống vậy à. Trời đất ơi, ăn nói đàng hoàng tử tế nha. Thôi 5 ngàn. Không có, em sợ bỏ tội. Em bỏ tội uống hết đi rồi thôi ngồi xuống đây em nói chuyện cho nghe. Chuyện gì? Thấy anh nó cũng thiệt thà, mua nhà cho con đi học đúng không? Đúng. Ngồi xuống đi tôi kể chuyện cho nghe ông ơi. Thiệt, ngồi xuống đi. Không lấy tiền nó đâu, yên tâm. Nè, đó uống đi. Ngồi xuống. Thiệt, cứ ngồi gì mà xa cách vậy. Cái căn nhà này nè của bà Tám. Tôi quen bà, tôi mướn nhà bà lâu lắm rồi. Bà có hai đứa con quỷ quyệt. Quỷ chứ không phải người. Sống cả ngàn năm rồi mà không bao giờ về thăm má nó trơn trời á. Lấy hai căn nhà cắm vô trong đây, đây là tôi lại bà luôn. Sao vậy? Con người với đâu quỷ đâu mà sống cả ngàn năm. Tôi nói thật xưng vậy thôi, ý tôi nói là hai đứa nó bất hiếu á, hiểu không? Không bao giờ về thăm má nó trơn trời á. Bây giờ á, canh má nó bán nhà nè, nó bay về rồi chia gia tài, nó đòi lấy hết tiền của má nó. Bây giờ má nằm bán căn nhà này ra thế nào cũng banh chành hết, ông hiểu không? Cho nên tôi không muốn cho bà bán. Thì bán rồi, bà bán cho người ta đặt cọc rồi. Chưa. Làm sao? Chưa có bán, tôi xạo á, chưa có bán. Trời ơi má ơi. Hả? Hèn chi má mập không nổi á. Ủa liên quan gì? Má hóng chuyện người ta, má nói nhiều quá, cái hơi má ra nó không còn trụ rồi trong cơ thể cho nên má mập không nổi. Vô duyên. Tôi lo là lo cho bạn tôi thôi chứ bộ cái bà đó bà tội nghiệp lắm, hiểu không? Vậy là cô nói là chưa bán nhà phải không? Chưa có bán. Bây giờ tôi muốn vô tôi xem căn nhà này được không? Không. Làm sao không được? Chìa khóa bà cầm đi rồi. Tức quá. Biết làm sao mà giờ để em. Mà muốn coi không? Muốn. Đi vô phòng với tôi. Hả? Gì? Đừng giỡn mặt nha. Giỡn mặt gì? Tôi có hai ba đứa con rồi nha. Thì sao? Tôi có gia đình rồi nha. Cô rủ tôi vô phòng á, vậy là rõ ràng cô lợi dụng quán cà phê này cô làm. Đi ba. Rủ vô trong phòng là đi vô trong cái căn phòng, trong cái nhà nè, tham quan. Bả cầm chìa khóa chính đi rồi, nhưng mà tôi có chìa khóa phụ. Ủa nhà của người ta mà cô có chìa khóa phụ là sao? Thì bà giao tôi, tại nhiều khi khách đi toilet đó thì giờ đâu có chỗ đâu đi, phải đi toilet trong này đi nhờ. Rồi đi thì đi, đi. Nhưng mà ai nè, tôi chỉ đi nè. Chìa khóa phụ á, mình phải đu từ trên sân thượng mình đu xuống. Rồi, đi khỏi cần chìa khóa, đu đường dây điện này xuống được rồi cần chìa khóa. Không có, tại vì mình đi toilet nhờ, mình đi cửa chính đâu được anh. Mình đi, anh thấy cái cây này không? Thấy. Cây này nè. Ừ. Thấy rồi đúng không? Ừ. Đừng nhìn tới nó, bỏ nó qua bên. Cây sát nhà này nè. Rồi sao? Anh thấy chưa? Thấy. Cũng đừng nhìn tới nó, mình tập trung vào cái nhánh bên này nè anh. Trời đất ơi. Mình phải đu lên cái cây này. Mình leo lên trên. Mình lòn qua bên cái nhà kế bên. Xong mình leo ngược lên trên đó, sân thượng đó anh thấy không? Thấy. Đó, đó có cái cửa, tôi có chìa khóa, mình đi vô. Cuộc đời tôi chưa có bao giờ tôi đi xem nhà mà giống như ăn trộm. Thôi có được căn nhà cho mấy đứa nhỏ ở là được rồi. Đi. Đi. Trời ơi, ấy còn cửa hàng này ai coi? Sao đâu, bán ế là bọn mày lấy đâu yên tâm. Trời ơi, hèn chi, chắc tôi là người khách độc nhất vô nhà yêu quá. Đây nè, đây nè. Lòn qua đây hả? Ừ, lòn qua cái cây này nè. Ừ. Ừ.
Phải không đây? Cái này phải nhà mình không nè? Ê! Nhà mình với nhà nào? Hỏi gì kỳ vậy mày? Sao nhìn lạ quá vậy? Ủa? Trời ơi, đừng để chứ nhà bán là chưa bán được rồi. Khóa cửa bỏ nhà đi đâu hết trơn vậy? Bạn đây có khách hả? Bạn này có khách rồi, bà ngồi đó, ngồi bắt bà tính tiền giờ á. Cô ta sớm vắng vẻ dữ trời. Quán ế dữ trời. Không có ai ra tiếp chuyện hết nè. Bà cầm gì vậy? Hồ sơ. Hồ sơ gì? Thì kệ tao, mày hỏi chi vậy? Ba này kỳ cục không? Chị em tao quan tâm rồi là cũng chửi nữa. Chứ bà cầm gì vậy? Hồ sơ. Chi vậy? Kệ tôi, hỏi chi vậy? Bây giờ má đâu? Ủa làm như là tôi với má sát cánh bên nhau hả? Bởi vậy thiệt, tao nói đẻ con trai chi bất hiếu. Bất hiếu gì? Tao nói thiệt mày, tao mày chị em sanh đôi mà chưa bao giờ tao thấy mày giống tao trơn. Bà, cái con người của bà nói ra câu đó, bà mới là cái người mà vô nhân đạo. Làm gì vô nhân đạo? Bà rũ bỏ quá khứ của bà. Rũ bỏ nào? Tôi với bà chị em sanh đôi là cái mặt của bà ngày xưa là mặt tôi nè. Nè, hai cái mặt giống nhau y chang nè. Bà đi cắt, đi gọt, đi sửa, đi chích rồi đó. Bây giờ cái mặt của bà nó khác hoàn toàn. Ngày xưa bà giống như tấm gương phản chiếu của tôi á. Mỗi lần tôi nhìn vô mặt bà là tôi nhớ tới mặt tôi. Còn bây giờ tôi nhìn vô mặt bà tôi thấy nó nguyên một cục cứng đơ. Kệ tao mày. Bà cười được không? Được. Tao cười coi. Trời ơi, cái đó gọi là cười đó hả? Cười mà cười thủ công vậy hả? Bà cười lớn lên coi. Bà cười thấy răng á hả? Ừ. Lớn nữa. Trời ơi, cười mà cũng phải xây dàn giáo nó nịch cái mặt lại mới cười được. Chứ sao mày, cười mới giữ lại nhăn rồi sao, mất công đi thẩm mỹ nữa. Mày á, nó đổ lên mà nói hồi cái cà mà nó rớt xuống bây giờ á. Chạm chạm mặt mày giờ quẹo quá mày. Quẹo cái gì, sửa gì sửa cho cô à. Cái thời gian đi sửa sắc đẹp tao về đó là phụng dưỡng má đi. Kệ tao mày, coi lại mày kìa. Gì? Nhìn từ đầu tới chân kìa. Chân gì? Chị em sanh đôi tao nói thiệt, cái ra đường mà nói chị em sanh đôi mang nhục. Nhục gì? Nghĩ sao ăn mặc không có cái gì dính với cái gì hết chị cha. Ê rồi mày chồng cái chổi lao nhẹ trên đầu mày chi vậy? Tóc. Cái này là mốt nha. Mốt gì lạ vậy? Bây giờ ra đường bà chỉ cần ăn bận làm sao để người ta phải nhìn bà. Tôi bận như vậy nè, tôi đi với bà thấy người ta nhìn tôi có thèm nhìn bà không? Ừ, tại mày quái đản quá mà. Kệ, quái đản quái gì cũng được, miễn sao lạ là được à. Giờ tôi thích chơi gì lạ lạ đó. Đừng đánh trống lảng cái chuyện bà bỏ nhà bà đi. Tại sao bà con gái mà không giờ phụng dưỡng má? Ủa chứ mày con trai là sao mày không phụng dưỡng má mà bắt tao phải phụng dưỡng? Tôi bận đi làm. Còn bà sao bà không chịu về? Tao còn phải chồng con tao trên kia nữa nha. Chồng con bà trên kia ai đẻ bà ra cuối cùng bà nuôi chồng bà vậy hả? Ờ thì má đẻ. Má đẻ tại sao bây giờ bà nuôi chồng bà? Thì đó là chuyện riêng của tao, mệt quá. Tao kể tao đi. Nói chuyện rồi biết bất hiếu rồi. Mà quán xá đâu nước nồi đâu, không thấy ai bưng nước thì uống gì chạy. Chủ quán ơi. Chủ quán à, ngồi đi. Lấy cho hai đứa ngồi đi. Ủa nước ngọt đi, nước ngọt luôn đi. Thắm ơi, Thắm à, trời ơi buôn bán bỏ đây nè. Hai đứa uống gì nước uống ngọt. Gì tự lấy đi chị. Nè cái ly bên này của người ta nha, mời của tôi nha. Ờ uống nước ngọt hả? Nước ngọt á. Ê đi, hình như là má nè. Hình như là má nè. Chị hai. Mất dạy. Ủa vậy? Má mày mày hình như. Trời đất ơi chị mẹ. Ủa con lộn má ha. Trời ơi. Má không? Thằng Hiếu con Thảo đây nè. Trời ơi má nhớ tụi con quá trời quá. Má ơi. Sao cấp lại mập dữ vậy? Ờ đúng rồi. Trời biết sao lớn tuổi mà. Má làm dữ lắm á. Mà sao má mập là má mập hả? Trời ơi mập con này chắc tiểu đường rồi nè đúng không? Chắc con rồi nè. Trời ơi. Trời má hả mày? Thấy thương quá nè, sao tụi con lâu quá không vậy? Thôi má nhớ tụi con quá vậy em mới được. Dạ con bận bịu nhiều chuyện lắm, má ngồi đi má. Ừ má ngồi. Rồi bữa bà nay bận bịu lắm má ơi, bà lo cho chồng bà rồi giờ lo cho bà chị chồng, nghe nói nuôi luôn bà má chồng rồi, bà bận dữ lắm. Ủa con có chồng ai mượn nào? Vậy? Nè. Hả? Con có chồng nào sao má không biết? Dạ nói là ngay tại con chưa có cưới mà tại vì ăn cơm trước kẽn á cho nên giờ phải sống chung luôn á má. Qua mặt người lớn á má, qua mặt người lớn là mất dạy đó. Thiệt tình, thiệt
em bay gặp nhau cái cười cười hoài à. Sao lâu quá làm ăn đi làm cũng phải nhín chút thì giờ về thăm má con. Má nhớ tụi con quá. Dạ, tụi con cũng nhớ má lắm, muốn về thăm má lắm, nhưng mà tại vì dạo này vàng nó lên giá cho nên con mới về được. Vàng lên giá ảnh hưởng gì sao không về thăm má? Dạ, anh dồn tiền mua vàng hết, lấy tiền đâu đi về xe. Con nhỏ này lúc nào nó cũng giỡn hết trơn à. Bà nói thiệt chứ giỡn gì. Dạ. Có nhiêu tiền lo mua vàng thủ không à. Còn cái chữ hiếu với má là bỏ luôn. Ờ. Còn con là con thực sự là con rất là nhớ má, con rất là thương má. Nhưng mà con thiệt con không có nhín được một miếng thời gian nào luôn á má. Sao vậy, bận lắm hả con? Con bận lắm má ơi, con đi buôn hàng ở nước ngoài. Dạ, ba cái giải dụng rồi áo quần rồi đó con lấy về đây con bán lại. Vậy đó không hả? Có thời gian luôn. Mà tự nhiên hôm nay trời xuống đất khiến sao má. Sao? Tự nhiên nghe tin má bán nhà thì cái thời gian nó nhín ra được liền má. Mai này liền. Trời xuống đất khiến nó trùng hợp hay sao má ơi? Thì ra mấy người á đâu có phải thương yêu gì tôi đúng không? Mấy người nghe tin tôi bán nhà mới chạy về đây để chia tài sản chứ gì. Nó bất hiếu lắm ơi, còn nghe tin má bán nhà là con không có dội về đâu. Dạ đừng nói nghe mà nè. Tại vì con nhớ má con mới về đó. Đúng rồi, con gái của má ngoan lắm nè, để má nói nghe nè. Dạ. Má tính rồi, má lớn tuổi ở nhà chi cho bự. Dạ, đúng rồi. Mai mốt má 100 tuổi rồi thì cái nhà để cho ai? Dạ. Đó má 100 tuổi là má tính má sống tới 100 tuổi luôn hả? Ừ. Sao tới trời tướng má, trời có con nói rõ luôn quá chừng 6 tháng nữa thôi là nghi rồi. Dạ đúng rồi. Trời ơi con có hiếu ghê đó, trù tôi chết sớm kìa. Nói giỡn chơi vui hả? Dạ. Má tính vậy nè, bốn má 100 tuổi má bán nhà rồi má chia mỗi đứa ít. Rồi cái má rồi con hiểu rồi, má cho đứa nữa rồi cái xong rồi má về má ở với lại chị hai đi. Ok, ở với anh Thảo cũng được. Má ở với con á là con mừng dữ lắm. Ừ. Nhưng mà má nghĩ đi, bây giờ con có chồng có con cho đó nữa, rồi má ở đó nữa, sao con lo cho má được, má nghĩ đi đúng không má? Cũng đúng ha, con mất dạ, chồng con rồi, dạ. Chồng sao nuôi má được. Vậy dạ. Thôi má qua nhà Hiếu má ở. Qua nhà Hiếu là hay qua nhất. Qua nhà Hiếu má ở dạ. Ha. Má ở với con cũng được má, nhưng mà tại vì con nói với má rồi, con đi buôn bán xa, nhiều khi má ở nhà mình rồi má trúng gió rồi ai cạo gió cho má. Má hiểu không? Má lớn tuổi vậy rồi, giò cẳng má yếu má đi má té nữa, rồi má lết đi ra tới ngoài là người ta chôn má rồi. Dạ. Bây giờ má ở chung với bả đi. Khổ quá ha, thôi vậy nè, má nói rồi rồi má nhất quyết định là không ở với đứa nào, má vô chùa má ở. Có thà vậy đi. Chính xác. Vô chùa nó vui lắm con. Bạn bè rồi người ta làm công quả nói chuyện rơm rã vui lắm. Đó. Dạ đúng. Má vô đó má tịnh tâm. Vô đó, tâm hồn nó sẽ thanh thản. Có bạn bè trong đó nữa người ta vô làm công quả chung chứ má đi về ở với đúng. Chị em mình, chị em mình đâu có lo được cho má đó, đâu. Đó chính xác, má vô chổng đi vô rồi. Chổng vui cái con với Hiếu sắp xếp lâu lâu cái chạy vô thăm má ha má ha. Má nhớ hồi đó nghe. Ta nói hai chị em bay sanh ra ta nói thiếu tháng mà nó chút béo con ký mấy như là con chuột con vậy đó. Rồi hỏi đứa này nóng thì đứa kia bệnh. Ta nói nuôi cực biết chừng nào luôn. Hồi đó má ước ao là má bệnh đi chứ đừng để cho tụi con bệnh đó. Rồi má nuôi tụi con tới khôn lớn chừng này tôi. Mà tụi bay cứ cự cãi nhau hoài là má buồn quá đi. Nhớ hồi nhỏ tụi bay thương yêu nhau dữ lắm mà sao mà lớn lên thay đổi dữ vậy không biết á. Má buồn hơn là dần từng tuổi này mà má chưa có một mảnh tình chắc dai nữa. Ủa gì vậy má? Ủa gì vậy má? Ủa má khóc, má bị sản hả má? Đâu có má. Má tính nhắc dai rồi, ba đâu? Rồi tụi con ở đâu mà chú ra? Có má, ý má, trời ơi má lớn tuổi rồi, má lộn, má lẫn rồi, không có gì hết á. Tụi bay thì trời ơi nghĩ là... Thôi má lẫn rồi, con nói má nghe, má lẫn rồi, bây giờ con tính vậy nè. Má lẫn rồi má ký đi. Dạ, chứ má công má quên, tội nghiệp tụi con nữa. Ký cái gì? Đây nè. Mai mốt má mà quên. Biên bản giao tài sản. Dạ. Má ký giùm con đi. Mỗi đứa nữa má. Sẵn má ký không dùm tụi con nghĩa là sẵn hết rồi, giờ má chỉ có sẵn. Ký vô thôi. Có nghĩa là giá nhà con chưa có định được là bao nhiêu, nhưng mà má nói má tụi con cứ ghi sẵn đây nè, tôi sẽ giao một nửa căn nhà. Nhưng mà cái này gần chi má có nhờ luật sư hết rồi. Ôi luật sư cái gì, con có tư vấn rồi. Rồi ông vô ông ký luôn đi nào, ký tôi luôn đi. Ông ký gì đây? Ủa gì vậy ông? Mày cái gì vậy? Cái gì vậy? Mấy người mày bu vô một tụi tao chửi một lượt luôn nè. Nè, nè. Hai đứa bay nghe chưa? Hai đứa bay là hai đứa con mà mất dạy nhất mà tao mới thấy lần đầu nha mày. Má của tụi bay nè, nuôi tụi bay từ nhỏ tới lớn bây giờ. Trời ơi, gia tài hả? Trời ơi, quýnh cái này mà đau gì? Bây giờ đau cái gì hả? Nè, hai đứa bay nói thiệt nha, hai đứa bay là con nuôi thôi. Không phải con ruột đâu mà ở đó mà giờ về dành nhà của má mẹ mày. Rồi, gì? Má là bà làm sao tao biết hết hả mày? Hai đứa bay hả mày đặt hả? Về đây hả? Không lo cho bà được
giành cửa với người ta là sao? Mày ra đi. Tông ra mày làm gì tao? Nè, ông kia, ông là tình nhân của má tôi đúng không? Cái gì vậy? Nè, tao nói cho mày biết nha mày. Cái mày gì? Là thằng con mất dạy. Ủa mày tưởng mày là con ruột của bà hả? Mày là con ghẻ ở ngoài đường. Trời ơi, bà ơi. Trời ơi, cái gì mà tròn tròn nó giống đánh người ta vậy? Tôi tròn nào, bà xe ra đây để tôi chữa tim. Vô. Ông á, tôi nói thiệt á, lần nào má, má lớn tuổi rồi, bây giờ cũng thấy cái cảnh mà phi công trẻ lái máy bay bà già nha. Nè, trời ơi, ông còn già hơn má nữa mà nói cái gì vậy? Dạ, ông lái cái gì của má tôi? Hả? Tao lái cái gì của má mày hồi nào? Chứ sao tự nhiên vô đây không? À, ông dành gia tài với lại chị em tôi. Tao không có dành gia tài gì trơn trời á. Tao thấy à, tao cũng giống như là thạch xanh á. Ha, cũng giống như là những người tốt mà đi ra ngoài đường mà thấy những cái cảnh mà trái ngang là tao lên tiếng à. Nè, tao nói cho mày biết nha. Tao biết mày với con này hồi xưa đẻ ra cha mẹ mày thấy cái sự độc ác của mày nó lú lên ở trong cái mầm móng thơ ấu á. Tao sợ không dám nuôi, liền ra vào cục đèn, chiến lửa nó bu vô nó cắn. Bà này bà thương tình, bà ra bà ẩm vô, bà ầu ơ dí dầu, bà bắt từng con kiến lửa, bà đem về bà nuôi, bà mua sữa bột, bà cho bà bú, bú đã đợi bây giờ mày lớn lên, mày dành ăn. Mày không có nuôi bà con khỉ khô gì trơn trời. Tụi bay vậy mà xứng đáng làm con, tao nói cái thứ tụi bay ha, lên xe lật xuống ghe chìm, ha, vô nhà già cháy, đứng dưới cục điện, bên điện nó rớt quá, tụi bay chết cháy. Sao ông anh biết được hồi xưa bà bắt từng con kiến lửa hay vậy? Cái chuyện đó bà chưa tâm sự với tôi luôn á. Ngu quá, mình chửi lộn, mình phủ đầu nó, mình đặt ra nhiều chuyện. Tình huống đó có thiệt nên nó căm hận thấy chưa? Mày nha mày, tao nói cái thứ của mày nha mày. Mày đâu, mày bị kiến cắn, mày biết mày bị kiến cắn luôn nè, đúng không? Cắn kiến cắn đâu nè? Thôi, giấu kiến cắn nè, không anh? Đúng. Giấu kiến cắn, mở ra, mày mở ra. Đừng ơi, mày mở ra coi. Mày dạy ra coi, mày dạy ra. Tao không ra, mày làm gì tao? Nè. Trời ơi, trời ơi. Ông đừng. Tôi mỗi lần kêu bà gian ra bảo kêu gian chi? Đây nè, tao nói tụi bay biết nha, cái thứ tụi bay không có xứng đáng thừa hưởng căn nhà này. Tụi bay ở đâu, tụi bay ăn ở sung sướng, còn má tụi bay mới bỏ. Bây giờ tụi bay thấy căn nhà này có giá trị hả? Tụi bay tính lợi, tụi bay chia của hả? Xin lỗi, tụi bay muốn biết tao là ai hả? Không phải. Tụi nói tụi bay hết hồn nè. Uống miếng nước mà tao nói tụi bay hết hồn nè. Mẹ lối, mẹ chặt màu quá. Ông là ai? Tao là người tính mua căn nhà này nè. Ủa vậy thôi hả? À? Không có miếng nhạc. Trong phim á, trong phim mỗi lần ta nói là có tiếng nhạc. Và ông nói im ru luôn, thấy không? Vậy thì để tao nói lại. Quỳ xuống đây. Ông là ai? Tao là người mua căn nhà này nè. Sau khi bà đăng báo và quyết định bán căn nhà này, tao thấy căn nhà này nó hợp tình hợp lý, tôi mua cho con tao lên đây ở để mà học hành. Thì mua đi. Không mua. Mua để tụi bay lấy căn nhà, mày lấy số tiền mày chia chắc, mày bỏ rơi của bà hả? Mày đừng có ngu. Tao cho con tao ở ngoài vỉa hè, con tao ở dưới ghe, ở gầm cầu, còn ở căn nhà này để tụi bay trục lợi. Trời ơi, cha nội ngu dễ sợ luôn. Tự nhiên có con ruột của mình cho ở đầu đường xó chợ, ông chị mua nhà cho nó ở. Thấy ông ngu thiệt luôn á. Tao tức quá tao nói vậy thôi, là ông ngu vậy ra. Đúng rồi, nói vậy đó, rồi sao? Sao vậy? Má, ba bán nhà đi má. Ông anh bán ơi. Chị, đừng bán chị. Ông anh ơi, tôi có mình ơn tôi à. Trước sau rồi tôi cũng đi theo ông, theo bà. Thôi bán nhà chia cho tụi nó đi, dù sao nó cũng là con của tôi. Trời ơi. Chị ơi, chị nhìn đi. Hai đứa này là một lũ bất hiếu. Nó không bao giờ nó trân trọng cái tình cảm mẹ con đâu. Chị nhận tôi nhỏ này làm con chị đi. Tôi hứa tụi tôi sẽ nuôi chị đàng hoàng tử tế. Thôi ông anh ơi, đừng có giỡn nữa mà. Để tôi nói cho ông anh nghe. Hai đứa này đối xử với tôi thì sao thì trời biết, lương tâm nó biết. Mặc dù con nuôi hay con ruột, đối với tôi vẫn là mẹ của tụi nó. Trời ơi, đâu mất tiêu rồi nè. Chị Quẹo ơi. Ơi, ai? Ơi, ai kêu vậy? Sao giống mấy cái bà? Chị Quẹo ơi. Ủa? Trời. Trời ơi. Chị. Hả? Chơi chiều sắm vô nhà mà ở ngoài bụi rơm vậy? Chơi, bắt vé. Bắt vé chiều, cái chiều nó tụ về là bắt vé. Bắt vé hả? Mấy bà đi đâu dạ? Đi đâu mà 5 giờ chiều qua đây? Trời đất ơi, giờ mặc đồ mới hết hồn nha. Ê, nói nghe, mặc gì không sợ thất nghiệp đâu, đừng ở dưới quê nữa. Ê, đi lên Sài Gòn đi, cái đứng báo hiệu cho người ta, mỗi đứa 10.000. Là sao? Chị nói
hiểu. Đây đèn xanh nè, đèn đỏ, đèn vàng đó, để đèn báo hiệu cho xe ta chạy qua chạy lại khỏi tắt đường giao thông. Trời ơi, hôm nay tự nhiên rủ nhau mặc đồ đẹp đi đâu ạ? Tụi tôi đi thi văn nghệ á, sẵn qua rủ chị đi luôn nè. Đi thi văn nghệ? Dạ. Trời ơi, mấy chị mà cũng biết văn nghệ nữa hả? Thôi nhường cho mấy chị đó, tôi không có ham hố ba cái vụ văn nghệ, nghệ sĩ gì đâu. Tôi là ghé quê thôi, tôi chỉ muốn làm ăn chất phát, kiếm tiền nuôi chồng nuôi con thôi. Nè chị, hả? Sao hồi sáng chị không ra đồng với tụi em? À, thôi bây giờ không có ra đồng mà chắc có lẽ từ đây và mãi mãi về sau không ra đồng nữa đâu. Mà quẹo sẽ quẹo đi hướng khác. Quẹo đi đâu? Quẹo đi đâu thì kệ quẹo, nói rằng mấy bà quẹo chung hả? Trời. Nói giỡn chơi vậy thôi, chứ mai mốt nếu mà tôi làm ăn khấm khá tôi sẽ rủ mấy bà quẹo chung. Bạn bè tôi không bỏ mấy bà đâu. Nhớ nha. Nhớ, rồi thôi giờ đi tập văn nghệ đi nha. Đi đi làm nghệ sĩ, đi danh vọng đi. Nè em hỏi, bây giờ ngoài cái đường đó còn đường nào dễ không? Cái cầu này khó đi quá à. Khó đi hả? Một mình em còn sợ, huống chi là ba người. À là hồi nãy ba bà cố gắng qua đó hả? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ đi sao về vậy à? Mà nói báo thiệt là cái cầu này là để cho chơi vậy thôi, chứ vợ chồng tôi chưa bao giờ bước qua cái cầu này ha. À, khi mỗi lần muốn qua bờ bên kia là hai đứa tự bơi chó lặn hụp qua đó thôi và vậy thôi. Còn bây giờ nếu mấy bà muốn thì từ từ bò mà về, còn không thì tôi có đường tắt. Đường nào chị? Cái đường này tắc dữ lắm. Nó thay vì đi từ đây qua đó hai tấc thì đường này tắc hơn đi từ đây về đó một cây số. Bây giờ muốn cái nào? Thôi thà tụi em đi xa mà ăn chắc ăn. Thôi vậy đi, sẵn ốm mà đi cho nó ốm luôn đi nha. Rồi đi nha, nha. Rồi, dạ, chị. Rồi bye bye. Chị. Trời ơi, chồng tôi kệ tôi đi, hỏi lời gì gửi lời thăm ở mặt gian hết sức luôn vậy à. Cảm ơn nghe nói dẫn chơi vậy thôi. Công nhận á, mấy chị cũng quan tâm mình ghê luôn á. Anh nói rồi, em không được đi đâu hết á. Anh đừng có cản em mà, đi ra nước ngoài làm mới nhiều tiền. Ở đây làm cũng được vậy. Được, nhưng mà biết chừng nào mới vào. Em đi dài 3 tháng, em gửi tiền về cho anh xài mỗi tay luôn. Anh không ham đâu. Nhưng mà em ham. Thôi, em muốn thì anh không cản. Ở đây anh có chút tiền lẻ với một chỉ vàng, anh mót lâu lắm mới có được. Em đem theo phòng thân đi. Đó, thấy không? Làm lâu nay chỉ dành được bao nhiêu à? Vậy mà cứ cản hoài à. Nhiều vậy sao đủ cưới tôi? Thôi được rồi, tôi đi chuyến này tôi cưới ông luôn, tôi có tiền tôi cưới luôn. Ở nhà giữ sức khỏe đó. Em đi à? Ừ, em đi đi. Em đi rồi lòng anh buồn biết mấy. Nhớ em nhiều ôm kỷ niệm mộng mơ. Em đi rồi sân nhà mình vắng bóng. Cả xóm quê nghèo ai nấy cũng buồn. Nhìn con mương ngày nào anh tát nước. Em đứng trên bờ hát giọng cổ anh nghe. Mồ hôi anh chảy đầm đìa trên trán. Em thấy đau lòng thôi ráng ráng. Nhẹ mái chèo đưa mình cách xa đã ai mùa lúa ở nơi quê nhà đất một già yêu em bình bình lên lục bình theo con nước đón em về về lại bên anh gặp lại nhau ta mừng muốn khóc bà xã tôi bây giờ ôi thấy đẹp lạ. Lạnh dữ vậy. Ôi đèn sáng đẹp quá hả? Quá trời đèn luôn. Trong mặt quá. Trời ơi. Má mày chết, ba mày chết. Mày còn nguyên. Mày nói cái gì vậy? Em liệu em đang cắm đầu em nhìn xuống. Trời ơi, quẹo ơi là quẹo. Tự nhiên ở dưới khách khứa đông vậy em bỏ em lên sân thượng là sao? Đâu khách khứa đó của chị đâu phải của em. Với lại em lên đây em ngắm chỗ đẹp quá trời đẹp luôn á chị. Sao chị ở cái chỗ gì mà cao mà đẹp dữ vậy? Cái này nhiều khi chết nó khiêng xuống không kịp đâu á. Trời ơi, con này nói chuyện không có hên gì hết trơn rồi. Nè, mai mốt mà em nghe lời chị em cũng ở nhà đẹp vậy nè. Ủa vậy hả? Ừ, nó nghe nè. Dạ.
Trời. Ồ chị Năm, mấy bữa nay chị nói lên đây chị giúp em gì đó, giao hàng cái lấy tiền, giao hàng cái lấy tiền. Sao không đưa hàng cho em giao vậy? Bữa nay tới phiên em giao hàng nè. Vậy hả chị? Trời dạ. Ơi, lên bao lâu rồi mà còn mặc bộ đồ lúa vậy? Tại sao cứ đưa bộ đồ này không chịu mặc giùm tôi cái? Thôi, em không quen đâu, em mặc đồ này được rồi chị. Mặc dù nó yên tâm đem có một bộ nhưng mà có giặt chứ không phải là mà ở dơ. Nghe lời chị, mặc bộ đồ này đi để chị thương á, có nhiêu tiền cũng được hết trơn, muốn nhiêu tiền chị cũng cho hết. Cái gì mà nó chặt cứng giống cái bao lúa nhà em vậy? Chị mặc nó mới đẹp, giá em mặc này mới đẹp. Không được rồi, con cái này chị ơi, trời ơi, bây giờ quần áo người ta mai mà mai luôn cho hai con mắt mặc dài xuống vậy hả? Bà lúa quá bà ơi, ai mặc gì này là xỏ tay vô. Trời ơi, vì nó ngắn ngủn tuốt trên này nó lòi. Không được đâu chị ơi, gió vô đau bụng đó. Đau bụng thì không được, cái da bụng em nó dày lắm. Má em nó như da trâu, da bò vậy đó. Bữa giác á hả, mà chút xíu có dầu lửa rồi mà nó còn phong không phỏng nổi luôn á. Trời ơi bà ơi, tôi nói gì cũng cãi gì. Tôi biểu này mặc khổ đồ này cho tôi nghe lời chưa? Em không mặc đâu chị, mặc chị không được đâu. Nó cãi tôi phải không? Đào bút quệ đâu? Dạ. Thái biểu. Trời ơi nè, chị đi công chuyện nghe, chị giao bộ đồ này cho mấy đứa nghe. Ta đi về là con nhỏ này nó phải mặc bộ đồ này cho tôi nghe chưa? Chị Năm ơi, về mà không mặc mày là chết với tôi nó nghe. Chị Năm ơi, đi à. Chị Năm ơi, chị Năm nói nghe nè mấy chị, em phiên mấy chị thôi, chỗ chị em phiên, đừng có mặc vậy, gió nó độc lắm, nó luồn dưới lên cũng chết mà nó luồn trên xuống mình cũng chết đó. Nghe thôi em không được nghe đúng không chị em mình, trời thiệt mà đừng em không mặc đâu, đừng em không có mặc đâu nha. Ôi da chết, đừng vậy mấy chị, đừng chị, mấy chị, cuộc đời của em chưa bao giờ xúc phạm phụ nữ, mấy chị đừng có để em nổi điên lên nghe mấy chị, đừng em nó buông ra. Bây giờ em hỏi buông không? Vậy là con đường này mấy chị chọn nha, chứ không phải em chọn nha. Bà đã nói tao có vỏ mà, tại sao vậy hả? Bây giờ sao? 1/3, không chột cũng què. Vô! Ngày xưa anh có dạy em võ trên em quánh nó văng hết, mà anh không chịu dạy em võ quánh chó nó rượt em chạy thục mạng, mai là còn mạng về đây. Tôi nghe bà xã tôi quá, trời ơi bà xã, em có biết là mấy ngày nay em đi rồi lòng anh buồn biết mấy. Ở em nhiều hôm kỷ niệm mộng mơ, em đi rồi sân nhà mình vắng bóng, cả xóm quê nghèo ai nấy cũng buồn. Nhìn con mương ngày nào anh tát nước, em đứng trên bờ hát giọng khổ anh nghe, mồ hôi anh chảy đầm đìa trên trán, em thấy đau lòng tôi ráng ráng nghe anh. Đêm nay anh ngồi nơi đây bên đò xưa anh nghẹn ngào em muốn khóc, trăng nước lững lờ khua nhẹ mái chèo đưa mình cách xa đã hai mùa lúa, ở nơi quê nhà đất một dạ yêu. Bình lên lục bình theo con nước, dẫu em về lại bên anh, gặp lại nhau ta mừng buồn khóc. Bà xã tôi bây giờ ôi thấy đẹp làm sao. Này, uống rượu không phải để sầu, uống rượu để biết trong đầu nhớ ai à. Uống rượu không phải để say, uống rượu để biết đắng cay là gì à. Uống rượu không phải để ly, uống rượu để thấy mình kiêu kỳ kiêu sa. Cái này không biết rượu hay là nó làm sao, nhưng mà không tin không tin. Thể nào tin được. Anh có bị khùng vậy à? Mới uống chút xíu mà đại huynh muốn khùng hả? Đại huynh khùng vậy. Tự nhiên không tin mà không tin cái dù gì.
mày hổ mày nghe nó dám nói đại huynh là khùng. Tôi nói giờ anh nó không tin là ông tin là thằng này, ông không tin thằng này, không tin thằng này. Đúng phải. Tôi nói không tin là không tin có cái chuyện này. Chuyện này là chuyện gì? Anh nói chuyện mà tự tạo độ khó cho cái não của tụi em quá vậy. Rồi giờ ông giải não đi. Rồi từ từ nó nói. Cái chuyện này có nghĩa là tao nuôi con mèo nhỏ mà vuột mất ba con heo. Dạ. Ủa sao? Vậy. Cái này nghe nó rối rối cái não mình nha. Giờ này rối à. Chắc sao ha. Dạ, tôi nói thiệt với anh nha anh Tài. Nói thiệt là nhậu vô anh đừng nói bậy bạ nha. Tôi không nể anh là sư huynh, tôi là tôi quýnh anh nãy giờ. Ê mày hổ mày, mày hổ mày. Mày không nghe nói, ông nói gì mà nó không có hợp lý gì hết trơn. Sao hợp lý? Mà ông đi là mua con mèo mà nó vuột con heo. Ba con heo luôn. Ba con heo. Ủa, làm sao? Ông mới giải đúng cho đàng hoàng nha. Nó thắc mắc là cũng có lý do của nó. Thằng rớt đúng đó. Rồi, thế sao giải thích? Có nghĩa là tao nuôi con mèo nhỏ. Tao nuôi con mèo nhỏ, tao nuôi bao nhiêu lâu, tao đánh hết đài này qua đài nọ, mà cuối cùng thua láng phải bán ba con heo. À đúng, em nhớ rồi nha. Anh nuôi con mèo nhỏ mà nó ra con mèo trung với con mèo lớn đúng không? Đúng rồi. Tức học gạch luôn. Thấy là tôi hiểu rồi. Rồi. Thấy không, có nghĩa là ông phải giải thích cho nó. Hèn gì khi qua đây mấy bữa là coi như là ôm sầm trời đất, heo nó la luôn. Hôm nay không có tiếng la của heo, không khí rất là yên ắng. Có ba con heo mình là đúng rồi. Nhưng mà ông hãy giải thích là giờ ông mua số đệm mèo mà nó không có ra, mà ông mới bán ba con heo. Bán ba heo sao ông ngu vậy? Sao ngu vậy? Này nó hổ mẹ. Bán heo ông nó đang có chữa. Mà có chữa thì có chữa 10 con hay là 7-8 con mà ông bán kiểu đó là lỗ rồi. Thì đó, tao biết thì tao không biết, mà nếu không bán để cho mấy anh chủ nợ nó chém tao bể mỏ. Phải bán chứ bây giờ còn cái chuồng không á. Nói anh nghe, cái chuyện không có buồn. Bây giờ nhà cái chơi đề mà uống ra nói. Rồi không? Mình xui. Thì như xui kéo chùm. Thế tôi nè, hôm nay tôi cũng theo, không theo con mèo của ông mà tôi theo bướm. Bướm nhỏ mà chín, bướm chùm nằm chín, bướm lớn, bướm bà chín chín. Chín chín. Má ràng lính. Ủa? Vậy? Lính là số mấy? Lính số mấy? 1, 3. Không có nói xấu đó xui à. Mình là dân biên đề, không có nên nói 1, 1, 3 xui à nha. Đúng rồi, có hôn mày. Kỳ, kỳ à. Còn bên mày sao rồi? Sao thấy gia đình yên ắng mà trúng số rồi? Đúng rồi. Tay vợ tao mới lại nó bỏ về quê nhà ngoại rồi. Bỏ thì nó cũng về vậy chứ mày sao gì? Thì đó thì thua quá rồi, mấy tuần rồi nó bồng con về ở với bà ngoại luôn rồi. Trời ơi. Nhưng mà cũng hên nha. Cũng hên là nó không biết mấy tuần nay là coi như tao thắt thêm mấy cái nơ nữa. Nếu mà nó không biết thắt mấy cái nơ nữa là nó bỏ tao, nó đi luôn, đuổi tao ra khỏi nhà. Đúng rồi. Mày mà đàn ông mày thắt nơ, mày là bóng giường, nó bỏ mày là đúng rồi. Mày là bóng khùng. Vậy sao chắc đàn ông mà thắt nơ? Mày nói thắt cái nơ đâu? Nơ nặng nợ. Tao nói chứ nơ chứ lịch sự thôi chứ nợ đầy hết trơn. Mai mốt nè, cái đầu tao nguyên băng đô nơ nè, nơ không gì đó. Nhìn đẹp lắm. Mà không có lo. Tôi nói với có mặt sư huynh đây. Em. Sao? Không. Cho dù bạn em nó có như thế nào, em xin hứa em đùm bọc nó. Hay. Đây là bạn tốt. Bạn tốt là khi thấy bạn té thì đỡ, chứ không phải chờ tắt thở mới tới thắp nhang. Dĩ nhiên. Bạn tốt. Tao sẽ lo cho mày. Ôi, rồi, mà vậy thì tôi có chỗ ở rồi, đúng không? Lo chỗ cho tôi, đúng không? Mày muốn ở đâu? Thì ở nhà mày chứ nhà ai nữa. Mày ngu. Mày cũng nhìn thấy nhà tao nó chút ẹt như lỗ mũi vậy. Chợn vợ tao có cái bàn máy may nữa mà mày muốn vô nhà tao ở là mày muốn lấy vợ tao á. Mày đàng hoàng. Ê, mày đừng đem gái đi làm tê tái lòng tao nha. Mày nít, mày
không có gây lộn mày, nhưng mà tao có chỗ ở cho mày rồi. Chỉ cần mày lấy cái vòi nước mày xịt nó cho nó bợ đỡ họ thúi cái mùi heo thôi là mày ở được. Vô nhà của ông Tài chuồng heo vợ ổng bán heo hết trơn rồi. Ê, ngủ ổng đây mất dạy. Ê, hổ mày, mày bạn tao, mày đừng có mày tao, bạn tao mày nói tao ngu như heo hả mày? Mày nói tao ở chuồng heo là ngu như heo hả? Nè, ê thằng này biên đề chứ mà ngu nha. Đố ai định nghĩa được chữ ngu? Có khó gì đâu khi bồ xù. Lang thang tìm ai tông một cú lãnh án tử tù thế là ngu. Đâu có tâm ai đâu mà tao ngu, tao biên đề thua thôi mà. Mày nói hả? Mày tin không? Cái chai của cái hộp mày tin không? Mày thấp tao hả? Mày nghĩ ra mày nhậu mày lấy cái chai vô họng tao nè mày. Ê, tao đứng yên cho mày của mày bớt nói. Mày bớt nói cái đầu mày sẽ bớt thẹo nha. Ê, sao không biết đầu tao có thẹo? Mày tao phán mày đầu thẹo trời. Trời em mày trời ơi. Mày trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Em sao không tán cái mặt coi? Tao tán mày nào? Hai mày ngồi xuống đây. Trời ngồi xuống. Dạ nghe là chú Huynh ngồi xuống. Cái này đúng là gàm nhà bôi mặt đá nhau. Nghĩ sao ạ? Nghĩ sao mà hai tụi bay nhậu đã rồi gây lộn nhau vậy? Em hỏi anh nè. Cái gì? Nó nói em là ở chuồng heo. Nó nói em ngu như heo, anh có tức không? Trời ơi, bỏ. Mày nói tao mày đòi lấy cái chai mày đập vô mặt. Trời ơi, bỏ đi. Thôi em có lỗi, có lỗi. Bỏ, có lỗi, có lỗi. Bây giờ quay mày. Quay, không có lỗi mày. Uống đi. Quay, quay mày. Quay mày. Quay. Nhận hai thằng này rảnh ghê à. Nó gây lộn cho đã rồi nó uống hoài đó, mệt ghê. Bây giờ tao nói cho tụi bay nghe. Bây giờ tụi bay cãi đã và tao biên tao nói à. Kẻ thù của thằng sai không phải là thằng rớt. Mà kẻ thù của thằng rớt không phải là thằng sai. Mà là ai? Là ai? Là ai? Nó đang sừng sững trước mặt tụi bay đó. Đâu rồi? Ở đâu? Đánh nó giết nó, đâu rồi? Đâu? Ủa vậy không thấy hả? Không. Trước mặt tụi bay đó. Đâu? Đằng này hả? Của anh hả? Trời ơi, tụi bay khùng quá. Nghĩ sao mà tao là kẻ thù của tụi bay? Vậy anh nói chuyện giờ này mà anh hại não tụi quá. Anh phải nói rõ là ai. Phải hình dung lên, hiểu không? Là ai là Nguyễn Đề? Nguyễn Đề? Nguyễn Đề là kẻ thù của mình duy nhất đó. Nguyễn Đề là kẻ thù của mình. Đúng vậy. Mình đã nuôi bao nhiêu con cho mấy cái thằng Nguyễn Đề này. Rồi. Nó ăn mình muốn sạc nghiệp luôn mà mình không làm được gì nó hết. Đúng rồi. Tại sao bây giờ mình lại bôi mặt mình đá nhau mà không kiếm nó để đá? Đúng gà cùng một trại chớ hoài đá nhau. Đúng rồi. Bây giờ mình phải làm sao để trả thù nó? Có nghĩa mình làm sao để trả thù nó đây? Làm bằng cách nào? Cách nào? Mình tiếp tục mình nuôi mấy con mình đang nuôi. Nuôi nữa. Mình nuôi để cho nó thấy là mai mốt mình ăn nó sạc nghiệp luôn. Mình ăn hết tiền luôn, nó mới thấy mình là có một cái sự bền bỉ và kiên trì vấn đề. Vấn đề tăng thêm tiền quýnh là chút luôn. Ôi trời, ôi trời, ai vậy? Sao vậy? Ông quá ông rồi. Bớt bình tĩnh. Chưa phải thôi. Bình tĩnh. Chồng sao cũng chồng kỹ. Ông bà làm đi. Uống ly cho hạ bà. Bảy. Hết nhà, hết cửa, hết gì? Ba con heo có chữa tôi cũng bán để mà trả nợ cho ông. Bây giờ là ông muốn cái gì nữa chứ? Bình tĩnh chị ơi, chuyện đâu còn ở đó mà. Ông đó dạ. Vợ ông kêu ông đi sửa chiếc máy bay. Nó khô dầu rồi mà ông có sửa đâu. Ông đem ông đi bán luôn à. Còn cái gì nữa chứ? Trời ơi, chị, vợ ông có đi tìm ông chém không chị? Chém đó, bây giờ đang đi tìm. Trời ơi, lương mà chơi lịch nhất nhau. Trời ơi, thì ra là như tốt là làm sáng sớm. Mấy huynh ơi, mình nhậu đi mấy huynh ơi. Thì ra là dân tị nạn thôi. Vậy mà đi xăm soi người khác. Người ta nói á, kẻ mà hay xăm soi người khác á thì chỉ thấy hột cát trong mắt người khác mà không thấy được cái sọt rác nằm trên đầu của mình. Trời ơi, trời ơi, nhục chưa. Nè, cái chuồng heo của ông Tài á, không phải tôi ở mà là ông ở trong đó á. Chuồng heo á. Tao mày ở chung đi. Mấy ông đừng có như vậy nữa. Bây giờ tôi nói không có chuồng heo ở đâu mà ở. Bán hết rồi. Ông vừa thôi nha. Ông còn đánh nữa đó nha.
thì cái nhà này cũng không còn đâu. Tôi đi tự tử đi. Đừng chết, đừng chết chị, đừng chết, em xin chị. Chị ơi, đừng chết chị ơi, đừng chết chị ơi, chị ơi, chị ơi. Ngồi xuống đây đi, thôi mà bà sao bà nóng quá. Thôi cái gì đâu mà hở chút đồ tự tử, thôi được rồi. Bà nói nãy giờ tôi nghe tôi hiểu rồi, thôi đi chợ về mệt vô nghỉ đi, giờ tôi hứa bà tôi không đánh đề nữa đâu, tôi bỏ luôn. Không hứa phải không? Hứa rồi. Cho ảnh cơ hội chị, em lấy uy tín em ra em bảo lãnh cho ảnh. Uy tín quá à. Uy tín quá à. Mấy ông mà còn uy tín gì nữa. Thôi mà tôi hứa tôi làm được. Trời mà, ơi tôi đánh đề đánh đồ chi vậy? Bỏ mà bỏ. Khổ vợ khổ con ông hứa đây nha. Rồi tôi hứa. Hứa đi mà ông còn nữa là ông chết trong rồi. Rồi 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 bà vô. Bán cái nhà này luôn. Trời ơi tôi biết rồi tôi hứa. Em hứa luôn, em hứa luôn. Hứa. Dạ, à. Em hứa. Bỏ. Gì mày? Để huynh mà hèn. Hèn gì? Ai hổ mày? Không, mà hổ không có lý do. Sao? À, có một thành viên nói là từ nay là rời bỏ cuộc chơi. Ai vậy? Đây nè, anh mới nghe chị khóc một chút xíu, anh rồi tắt nhóm là bỏ đánh đề rồi. Bỏ hồi nào? Có, tôi làm chứng. Biết cái gì? Cái này là tao tương kế tụ kế thôi, hiểu không? Dạ. Bây giờ tụi bay yên tâm đi. Tao đã có cách. Cách hả? Nhưng mà là cách gì? Cách gì anh nói này? Nói. Chú nói. Chú đầu chụm mỏ vô đây tao nói. Nói anh nói cách gì mà có tiền được rồi. Tối nay mình sẽ tới miếu ông hổ. Miếu ông hổ? Dạ con lại ông thần hổ linh thiêng. Dạ tụi con gồm có ba đứa bạn thân. Dạ con là Tài. Dạ kế bên con là Rớt. Còn cái đầu bơm bê kia là Sai. Dạ hôm nay tụi con đến đây cầu xin ông hổ linh thiêng phù hộ độ cho tụi con trúng đề đi. Tại vì tụi con thua quá, vợ con nó chửi quá, giúp cho con trúng đề. Nếu mà kỳ này mà cho số con trúng, con xin tạ lễ ông hổ bằng cách là ông hổ cho con bị què chân, con cũng chịu nữa. Trời ơi, chứ thần thánh mà nó thứ bảy thứ ba què chân thiệt sao nổi. Quên, dạ, cái đó con lỡ lời, dạ xin bỏ. Phí thôi. Dạ, nói là, dạ, con xin tạ lễ. Dạ, dạ, con là con Nguyễn Rớt. Dạ, để mà rút ngắn gọn cái lời nói nãy giờ con không giới thiệu nữa mà con xin luôn đi. Ngày này cho con luôn nguyên mẻ ngon lành đi, cho con trúng xỉu chủ đầu đuôi rồi trúng đá là nguyên cặp rồi trúng hết luôn đi. Con bán nhà con cũng quất đợt này luôn cho con trúng bùm bấm đi. Nếu mà trúng thì làm gì? Trúng là con thì con sẽ cạo đầu mà con tạ lễ á. Dạ con. Trên có Thổ Công, dưới sông có Hà Bá. Xa lộ của nó bảo hộ. Dạ con. Ông thần hổ thương con. Trời ơi. Cho con trúng đi. Nếu con trúng đầu đuôi xỉu chủ số đá mà trúng đều hết trời, con nguyện sẽ như trên giống thằng Rớt. Là sao? Như trên là sao? Dạ cạo đầu tả lễ. Mày chỉ mày cúng tự nhiên cạo đầu dạ. Đúng rồi mày bắt chước cạo đầu theo. Thì người ta có sông hùng kỳ hiệp. Cái này sông đề kỳ trọng. Thấy con tự dạ cho con. Không cho con số đi ông ơi. Cho con số lên quá. Thâm chốt nổi lên rồi. Cho con số đi. Ủa số đâu? Đâu có thấy số gì đâu. Đây là đầu số mong quạnh nào. Sao có số được? Có số gì đâu. Có cái số nào đâu mà. Có số rồi. Đâu đâu phải vậy đâu. Có số rồi. Mày khùng hả? Số. Cái vỏ đựng nhang mà. Số nè. Đâu số gì? Số địa chỉ bán nhang nè. Trời ơi. Bán nhang gì? Tại sao đồng không mong quạnh này thế này mà lại có một cái giấy số mà số địa chỉ bán nhang bị bay ra. Đâu chứng tỏ rằng là thần hổ cho mình số đề đó. Số mấy địa chỉ số mấy? Đâu có thấy số đâu. Đây nè địa chỉ cơ sở bán nhang nè. Đâu số mấy nè? 5/14 đường 23. Đó. Mùng 5/14/23. Đẹp quá, số đẹp quá. Mày điên. Trời ơi số xấu quá. Số xui đó. Người ta nói là mùng 5/14/23 đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn. Người ta đi buôn, tức là buôn bán, còn mình là người mua mà, mình là người mua số, người ta bán số, người ta thua, mình mua số là mình trúng. Mình ta đi buôn, người ta mới xui, còn mình đi mua.
là mình trúng, là may mắn chị Minh. À, biết liền. Mùng 5, 14, 23. Năm. Ê, nhưng mà số 2 con không mà. Mình lẽ bên 05, 14, 23. Rồi, trúng ít lắm, số 2 con trúng ít lắm. Bây giờ sao? Ba con, liên xỉu chủ, rồi số đá, rồi mới ngon. Bây giờ, em có cách rồi. Sách cầu. Trời ơi, trời ơi, trong cái khó nó ló cái đuôi mà. Ở cái gì mới khó nó ló cái khôn. Bây giờ mình cộng số lại. Mình muốn trúng là mình phải động não. Cộng ra thần hổ kêu gọi mình là cộng số lại để biên số 3 con. Rồi, cộng coi. Nè, để coi nè. 5 nè. Cộng với lại 14 nè là 19. 19. Rồi. 19 cộng với 23 là coi như là 52. Mày điên nữa. 19 cộng với 23 là có 42 à. À 42, 42. 42. 42 đúng không? 42. Mà mình có 3 người. 3 người tức là 342. Số quá đẹp. Trời đất ơi, 42 đúng rồi. Trời ơi. Tạ lễ. Trời dạ. Trời ơi, anh ơi. Bây giờ là coi như mình có số biên rồi. Chuyện này mình phải biên xỉu chủ để cho mà chủ xỉu. Dạ, trời ơi, lên bỏ à. Ai mà tàn nhẫn trong quá ra. Trời ơi, vợ chồng mà ăn ở nhau mà ông ác quá đi. Ông đợi cho tôi ngủ rồi ông lấy chìa khóa. Ông đem giấy tờ nhà ông đi cầm đi bán hết nè. Trời ơi, bao nhiêu lần tôi khuyên ông đừng có đề đốm gì nữa hết ra mà ông cãi lời tôi. Đâu có đâu, bà đừng nói gì tôi nghiệp tôi. Tại tôi tính người này tôi gỡ gạt lời mà ai về đâu nói là vậy. Cái chuồng heo bây giờ cũng không có để mở, đừng nói chi nha. Đi ra đường chết đi. Bà ơi, mà đừng nói như vậy. Tại tôi nghĩ là sao mà trật được. Với lại mấy ông hổ, ông Linh, ông cho số không lẽ là trật cho được. Không có ông hổ, ông mẹo nghĩa ra. Hai ông kia cũng rồi bán nhà hết rồi. Bây giờ đi tự tử hết rồi. Bây giờ để cho ông nhớ đời nha. Tôi sống với ông chim mà tôi biết khổ dữ vậy nè. Thôi bà đừng nói nữa, tôi để từ từ đi rồi tôi tính cho. Ông tính gì chứ hả? Mỗi lần nói với ông là ông tính nè. Bây giờ tôi đi tự tử nè. Chứ bây giờ nhà cũng có cái gì không mà. Thôi bà đừng nghĩ quẩn. Bà đừng nghĩ quẩn. Bà. Ông trả lời đi. Ông có trả đỡ cho đại ca tôi không? Hả? Có trả không? Mấy anh thông cảm giùm em đi. Mấy anh để em có thời gian em sẽ trả. Ông mà xưng em một lần nữa tôi chém ông liền. Để ông dài cho ông đổi tôi vào ông xưng em. Quên cho mấy bạn thông cảm với mình đi. Mình hứa mình sẽ đem tiền lại. Ai bạn với ông? Ai học hành chung với mấy người cờ bạc với ông? Vậy giờ đó đi. Chừng nào trả thì từ từ có tiền tôi đem qua tôi trả. Chưa? Không thấy nó xăm mình chưa? Ghê chưa? Ghê quá. Không nhìn nè. Đau không? Đau không? Nhìn con chuột tôi đi nói chuyện. Ai đó, ông muốn biết đau hay không? Ông phải lấy cái tay ông nhíu một cái ông mới biết đau hay không? Ghê quá. Sợ chưa? Sợ. Bây giờ mấy ngày trả, bao lâu trả, chừng nào trả? Chừng nào tôi hứa tôi có tiền tôi đem qua tôi trả liền. Bao lâu mới có tiền? Bây giờ phải chờ chừng nào tôi có mới đưa được chứ giờ. Hỏi tôi sao không dám nói bậy. Không được đó, ngang vậy nha. Bao giờ có là phải cho thời gian chính xác. Bây giờ không ấy. Không, thôi để cái lỗ tai lại. Đừng làm vậy. Làm xử ông có bậy. Đừng làm người ai làm thế. Đừng chơi. Nghe nè. Giờ làm ơn trả tiền giùm đi. Chứ bây giờ tiền đó là em cũng mượn của người khác đó. Em cho anh mượn lại đó. Làm ơn trả giùm em đi. Biết rồi. Mày điên hả mày? Gì? Mày đòi nợ mày làm gì hả? Thì năn nỉ người ta cho người ta trả nợ. Tao nói cho mày biết. Hai thằng cái đòi nợ mà cái thằng kia nó bệnh. Tao nhờ mày đi giùm. Tao khi mày gồng lên mày qua mày đòi nợ người ta mày làm cái gì vậy? Gồng đâu được. Đâu này cũng đâu phải em xăm mình. Đâu này em sao nắng mặt. Trời ơi. Gồng. Không hả? Tại sao? Bây giờ không có tiền mà. Đưa giấy tờ nhà ra. Cái gì vậy? Chị vợ anh. Sao? Bà đứng đây. Xong bà tự tử chị. Bà tự tử hả? Vợ tôi tự tử rồi. Vợ tôi tự tử rồi. Vợ tôi tự tử.
tử. Ông đứng lại đây. Để tôi đi cứu vợ tôi, vợ tôi tự tử rồi. Ông ở đây một lát ông cũng được tự giận chứ bỏ thôi. Trời ơi, sao đây? Con bà tôi ra đi trời ơi. Ai da, cô cha. Ông à. Trời ơi. Sao không đi lên giường rồi ngủ, nằm dưới đất ngủ vậy trời? Ủa? Bà về hả? Ủa, bà nhảy xong ai vớt bà lên vậy? Tiên hả? Ai nhảy xong? Ủa nói vậy là... Ủa không phải sự thật. Ủa nói vậy là... Ông nằm với bao hả? Ủa tôi nằm mơ hả? Ừ. Trời nằm ơi. Mơ thấy gì? Trời ơi bà ơi, tôi nằm mơ tôi gặp ác mộng bà ơi. Mộng sao? Tôi nằm mơ tôi thấy tôi rủ thằng Rớt với thằng Sai, hai thằng nó đánh đề với tôi. Rồi tôi kéo tụi nó ra ngoài miếu ông Hổ á. Rồi ông Hổ cho số về đánh. Đánh sao bán nhà bán cửa tôi đem với tờ nhà tôi cầm. Tôi hết luôn, bị tụi chủ nợ lợi. Nó đánh quá trời. Nếu điều nó muốn giết tôi luôn đó bà. Đúng rồi. Thôi bà đòi nhảy xong tự giận nữa. Trời tôi sợ quá trời luôn. Ây da, không phải. Trời bà vẫn còn sống tôi mừng quá. Vợ của hai kia nhảy xong tự giận kìa. Hả? Cái lúc mà ông Sai, ông nằm ở nhà đó. À. Thì hai thằng đó nó lấy chìa khóa. Nó lấy chìa khóa của vợ nó. Nó mở tủ, nó lấy giấy tờ. Để nó đi cầm, đi bán. Số đề đâu có trúng đâu. Bây giờ người ta lợi, người ta đã xiết nhà rồi. Ủa vậy? Bây giờ nó nằm ngoài cái gầm cầu á. Ông ra kiếm nó ngoài đi. Ủa? Nói vậy là tôi là nằm mơ còn hai thằng công đổ là thiệt hả? Đúng rồi. Trời ơi! Mừng quá bà ơi! Cũng may! May là tôi sai đó. Thank you.